Xin chào cả nhà nha. Chào Thùy Dung nha, em chào chị Tú Ngô Minh Cẩm nha, chào cả nhà. Chào Ngọc Huỳnh nha. Rồi, quần u mì sáng. Em chào chị Kim Hà, sáng chị nào mà mình chưa có lấy thì chiều các chị chốt nè, quần nha, quần u mì này, 79.000 quần. Còn mấy cái à, còn mấy cái à cả nhà ơi. Quần đẹp lắm nha, khách ơi. Rất sắc chưa? Các chị ơi, có 79.000 cái quần à? Có 79.000 cái này. Rồi em còn rớt lại khoảng chưa đến chục cái nữa. Đó, chị em nào lấy thì tranh thủ nha mọi người nhá. Có 79.000 cái hàng này là hàng cao cấp. Đây này. Ồ, siêu đẹp luôn đó các chị. Cái size này của em là size dưới 60kg nha mọi người nhá. Đây này, cái mẫu của em đang cầm, mẫu Dior này của em là size 60kg còn cái nè. Cái hàng này là sáng em mới về á. Đó, nên là sáng có thể là nhiều chị mình chưa coi, mình chưa có chốt được thì mình lấy nhá. Còn này các chị mình phối cùng áo kiểu ngắn ngắn form đẹp lắm. Đó. 79.000. Size là dưới 60kg vừa. Rồi khách nào lấy comment giùm em, đẹp quá trời, túi hai bên này các chị ha. À, mua một cái quần này các chị mình phối cùng áo thun, áo kiểu rất là đẹp luôn. Rồi, khách lấy quần chút quần lên giùm em nha. Quần 79.000 này. Đấy, cái đấy em kêu là mã 1 đi ha. Cái đó em kêu là mã 1 nha mọi người ha, 79.000. Rồi, cái này của em là mã 2 60kg này. Đó, mã 2 60kg. Rồi, khách nào lấy comment giùm em mã 2 60kg. À, 60kg là eo dưới 83 nha mọi người nhá, eo dưới 83. Đó, nó co giãn mà các chị. Rồi, khách nào lấy comment giùm em mã 2, đo vải là eo 80 rồi đó. Nhưng mà tại vì cái chất của này của em là chất co giãn, nên là khi các chị mình mặc thì nó sẽ to lên khoảng 2 đến 3 phân. Rồi, cái này em kêu là mã 2 ha, lưng quần đẹp chưa này các chị ơi. Ồ, xuất sắc luôn. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em có mã 2 này, 79.000 quần thôi. Đẹp lắm cả nhà. Rồi cái này em kêu là mã 2. Rồi con này của em là mã 3 nha mọi người nhá. Đây mã 3. Mã 3 là 65kg. Cái mã 3 này của em là eo lên đến 92, 93 cơ các chị ha. Đó con này 65kg này. Chị nào mình mặc size to mình lấy con mã 3 này ha. Đẹp quá trời luôn. Đó 79.000 quần cao cấp. Rồi khách lấy comment mã 3 chị Phi Anh 65kg này. Rồi mã 3. Mã 3 đấy em có một cái. Rồi con này của em kêu là mã 4 nha mọi người ha. Mã 4. Rồi con mã 4 này size cũng dưới 65kg. Lấy mã 1 cho chị Tú Ngô Minh Cẩm ạ. Dạ, dạ rồi mã 1 đúng chị. Rồi con này của em là mã 4 65kg. Mã 4 này 65kg chị Phi Anh lấy thêm con mã 4 cũng được rồi chị Phi Anh ơi.
Đây con mã 465 kg. Rồi lên mã 4 giúp em nha mọi người nhé. Mấy con mà 65 kg là eo dưới 92, 93. Còn dưới 60 kg là eo khoảng 83, 84. Đó. Các chị mình cứ thế mình chốt ha. Con này em kêu là mã 4. Rồi cái nào lấy comment dùm em mã 4 nha mọi người ha. Mã 4, mã 4 còn ít à. Sang các chị nhiều chị chốt rồi á. Rồi con mã 5 này của em là size 60 kg. Đó. Lên mã 5 giúp em nhé. Mã 5 size dưới 60 kg mắc vừa. Rồi lên mã 5 giúp em. Xinh quá trời luôn. Mỗi nói chung mỗi mẫu nó còn 1-2 cái rồi đó. Đó em đang cầm này các chị này. Hàng đẹp lắm. Rồi lên mã 5 giúp em nha. 79.000 quần thôi. Rồi con này mã 5 này. Rồi khách nào lấy comment dùm em mã 5 nha mọi người ha. Rồi con này của em là mã 6. Mã 6 65 kg. To đùng luôn. Đó. Rồi lên mã 6 giúp em. Lên mã 6 giúp em. Mã 6 này của em là size dưới 65 kg mặc cổ. Rồi lên mã 6 nha mọi người ha. Con này là size 65 kg này. Rồi đây, mã 6. Mã 6 chị Như Tô, chị Như Tô. Quần này size to lắm chị Như Tô ơi. To đùng luôn á. 79 tiền. Rồi con mã 7. Con mã 7 này của em là 65 kg. Con mã 7 này 65 kg vừa. Rồi lên mã 7 giúp em. Eo là 92 93 nha mọi người nhé. Con mã 7. Rồi cái nào lấy comment dùm em con mã 7. Mã 7 chị Như Tô 79 ngàn. Rồi, con này của em con mã 8 60 kg. Con mã 8 này của em là size 60 kg. Rồi lên mã 8 giúp em mọi người ha, lên mã 8 giúp em. Size dưới 60 kg. Rồi mã 8 giúp em mọi người, mã 8. Mã 8, mã 8 60 kg. 79 tiền. Mã 8. Rồi con này của em là con mã 9 65 kg. Con mã 9 size dưới 65 kg 79 tiền. Rồi lên mã 9 giúp em, mã 9 65 kg. Mã 9 cho chị Như Tô. Em còn con mã 9 nữa này. Em còn con mã 9 65 kg nữa này, chị nào lấy không ạ? Em còn con mã 9 nữa nha. Em còn con mã 9 nữa. Rồi lên mã 9 giúp em nha mọi người nha, 65 kg. Có hai con mã 9. Chị Bình Nguyễn mã 9. Rồi em còn con cuối cùng là con mã 10. Con mã 10 này size 60 kg. Đó. Rồi lên mã 10 giúp em nhé. Đẹp quá trời, quần đẹp lắm mọi người ơi. Rồi thế nào lấy comment dùm em con mã 10. Mã 10 cho chị Như Tô. Đây em còn 3 con cuối cùng này. Đó, còn 3 con cái, chị nào mình vào lấy sau thì lấy được. Đây còn 3 cái này, chị nào vào lại thì lấy này. Rồi, con này của em con mã 2 60 kg này. Nó nói chung nó chữ khác nha mọi người nhé. Mã 2 60 kg này. Chị Bình Nguyễn có lấy thêm một chốt nha. Còn có mấy cái à? À sáng về em hết vèo vèo luôn mấy quần này á. Bữa các chị hỏi quá trời luôn. Dạ rồi, em biết rồi chị. Chị lấy cái size size L 80 mấy rồi đúng không? Con này con mã 2. Ghi mẹ. Con mã 2. Đó, còn 3 cái này 60 kg mã 2. Mã 2, mã 2 size 60 kg. Rồi con này con mã 3 65 kg. Con mã 3 size dưới 65 kg này. Đây, con mã 3 này 65 kg có chị nào lấy size đại không? Đó, là con mã 3. Mã 3 chị Như Tô. Rồi. Con này của em là con mã 4 60 kg. Nhìn comment á. Rồi cái này của em là mã 4 60 kg. Mã 4 này của em là còn một cái. Mã 4 này em còn một cái. Rồi khách nào lấy comment dùm em mã 4. Rồi lên mã 4 giúp em 60 kg. Đó. Chị Tú Ngô mình cầm lấy thêm mẫu này đi 60 kg. Eo là eo cắm mấy. Rồi lên mã 4. Rồi con này của em là con mã 5. Con mã 5 65 kg. Rồi em còn hai con mã 4 và mã 5 mọi người nhé. 2, 4 và 5. Rồi con mã 5 này size 65 kg. Rồi lên mã 5 giúp em chị Như Tô mã 5 này. Đây là mã 5 này em ạ. Đó. Rồi em còn mã 2 và mã 4 thôi. Rồi cái này của em nở áo đá mọi người ơi. Trời ơi áo đá, cái này của em là áo nhung đá nha, đẹp xỉu luôn nha mọi người nha, xuất sắc luôn. Rồi cái này của em là áo nhung đá nha mọi người nha, đẹp quá trời đẹp luôn này khách ơi. Size này của em là size dưới 65 kg mặc vừa, 65 ngàn một áo, trời ơi hàng xuất sắc. Các chị mình mới mua quần u mì của em, các chị lên lấy cái áo nhung đá này đẹp lắm nha. Cái này của em là nhung tâm. Khối đá này, trời ơi, đẹp xuất sắc mọi người, hàng nghiêm đó, hàng đẹp lắm. Size dưới 65 kg, cái hàng này là họ mới sale xuống luôn. Đó, rồi cái nào lấy comment dùm em màu đen ha, áo đá màu đen, size này size 65 kg, 65 ngàn một áo. Rồi, cái này của em coi kêu mã 1 nha mọi người nhá. Cái này của em gọi là mã 1 đi ha. Mã 1. Rồi, con này của em là con mã 2. Trời ơi,
hôm qua em có úp hình đó mọi người, 65 ngàn một áo, đá quá trời luôn. Đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em mã 1, mã 2. Mới còn cái mã nào nữa, bây giờ nhìn không ra hình. Có 4 hình bây giờ nhìn không ra luôn. Em ra nữa thì thêm một con hình nữa ta. Cái này của em là mã 1 này. Rồi cái con này của em là kêu là mã 1. Rồi cái đấy là mới rút rồi. Rồi con này của em là mã 2. Đó. Size này của em là 60 65 kg nhá. Áo có chữ đấy cho chị em, giờ em không biết mẫu chữ đâu nữa. Bây giờ để bé nó rút màu ra cho các chị thôi. Rồi, cái này mã 1 này, ghi số 1 dùng này. Có size nhỏ hơn không em? Dạ không, cái này hàng phi size chị Hoài Thu ơi. Cái này là từ 55 kg là mình mặc được rồi ha. Cái này em kêu là mã 2. Nó co giãn. Tại vì cái hàng này nó là hàng nhung tâm á mọi người. Nó co giãn. Rồi, cái này của em mã 2 đúng rồi, khác đúng không? Giống. Bà lấy làm sao lấy thành giống nhau rồi bà cố nội rồi. Rồi cái này của em là mã 2. Mã 2 size dưới 65kg mặc vừa. Rồi lên mã 2 giúp em nha mọi người nha. Mã 2. Ghi mã 2. Cái này lên chưa? Chưa đúng không? Chưa. Rồi con này của em là mã 3 60kg. Đây con này nhỏ hơn này. Chị Hoài Thu lấy thì chốt này. Mã 3 này nhỏ hơn nha. Còn mã chữ thì em không biết đâu rồi đây này chứ. Rồi cái này của em kêu là mã 3. Mã 3 này của em là 52-60kg. Con này nhỏ hơn này, 65.000. Rồi khách nào lấy comment dùm em mã 3 nha mọi người nha. Mã 3 đẹp quá trời của đất luôn này. Trời ơi phối đá. Chất này của em chất nhung tâm. Mình mặc mấy cái mẫu này thôi quá đẹp rồi mọi người. Rồi con này của em nằm mã 3. Rồi con chữ đúng không? Đây đây con chữ đây. Con chữ là mã 4. Con chữ này của em là hàng cô tông. Đấy đẹp chưa? Mã 4 này của em size dưới 60kg. 50-60kg. Ôi trời ơi con này em mặc đẹp lắm này mọi người. Cô tông nha. Con mã 4. Con mã 4 chữ. Rồi khách nào lấy comment dùm em mã 4 nè. Trời ơi mùa này mặc mấy cái áo thôi nó mát rượi. Mã 4 60kg. Trời con này lên áo đẹp lắm. Mã 4 còn không mấy đứa? Rồi mã 4 chị Tú Ngô Minh Cẩm một cái 65 tiền. Rồi cái này là cô tông nha mọi người nhá. Đó vừa rút ở đâu thì lấy lại đó. Rồi có chị nào lấy nữa không ạ? Mã 4 chị Bình Nguyễn ạ. À. Rồi đây chị Tú Ngô Minh Cẩm 65.000. Chị Bình Nguyễn 65.000. Rồi còn chị nào lấy mã 4 nữa không mọi người ơi? Đá này đẹp quá trời luôn cô tông. Mà cái này lên màu này lên trắng da này, nó phối cùng với cái màu à. Cái này của em đá mà đá vàng đó mọi người, đẹp lắm. Đó. Đá chắc lắm nha các chị nha. Rồi khách nào lấy comment dùm em mã 4. Mã 4, mã 4. Rồi khách nào lấy comment dùm em mã 4 nha mọi người ơi, mã 4. Rồi lên mã 4 giúp em 65 tiền, đẹp quá à. Rồi con này đẹp dễ thương. Con này lên quần quần sọt giống như cái mẫu em đang mặc này, dễ thương, mặc là bụi bặm dễ thương. Rồi lên mã 4 giúp em nha. Thoải mái đi chị ơi, trời ơi con này ngực thoải mái, 96 ok la thoải mái. Cái này ngực 100 cũng vừa. Rồi khách nào lấy comment dùm em mã 4 nữa nha. Chị Tú Ngô Minh Cẩm lấy mã 4 không? Thì chốt đi chị ơi. Đó hình như mã đấy chị chưa lên á. Tay em mới cầm xong á. Không biết lên rồi. Mã em chút lọt đó. Rồi có chị nào lấy mã 4 nữa. Lấy mã 4 thì chốt mã 4 nha mọi người nha. Mã 4. Rồi comment mã 4 dùm em. Lấy cho chị cái áo đó đi đẹp quá. Ôi, áo nó mịn đẹp ghê luôn các chị. Rồi. Khách nào lấy comment dùm em mã 4 nha. Đây em có một ít túi đây đây đây, túi còn sắt kho. Chị lấy mã 4 ra rồi rồi. Chị nào lấy thì chốt nữa nha mọi người nha. Đây. Túi bao tử mọi người ơi, còn một ít sáng chị nào hỏi túi ra. Và hết là tưởng nó sắt kho ở trong cái bao áo á, nó còn sót mấy cái này, chục cái hơn chục cái à. Rồi lên màu đỏ giúp em cái này bao tử nha. Đây 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 đây. Dễ thương chưa các chị ơi, có 50.000 mà. Có 50.000 cái túi bao tử à. Đây này. Dễ thương lắm. Rồi khách nào lấy comment dùm em bao tử nhá. Một cái hè. Còn có một cái bữa cái. Bữa các chị hỏi nhiều lắm này. Rồi lên bao tử giúp em đây. Cái em phối cùng với cái bộ thể thao này. Trời ơi cưng xỉu luôn mọi người. Đó, dễ thương lắm. Cái này của em là chất chất dù. Cái này chất dù nha mọi người ha. Đẹp quá trời luôn này. Đó. Rồi lên bao tử giúp em mọi người ơi, 50.000, bao tử 50. Cái này mình đi chơi mình bỏ điện thoại á. Đây này bỏ điện thoại này để tiền này. Dễ thương lắm. Đó, nó có hai ngăn, nói chung là nó có hai ngăn nha mọi người nhé. Đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em bao tử có hai cái, con đỏ là em còn hai cái này. Đó. Có chị nào lấy thì chốt nha. Đó. Rồi con bao tử màu này màu kêu màu vàng ha mọi người. Cái này của em là kêu là màu vàng đi, con này to. Đấy, dễ thương ha. Rồi lên màu vàng giúp em này, cái này tăng đơ nha mọi người nhé. Đấy. Nói chung là cái này nam nữ mang được hết luôn, dễ thương lắm. Con này to. Con này to này. Con này của mình nó hai ngăn cho chị Tuyết Nga 50. Con ba lô này xinh này. Đây, con ba lô khách nào lấy comment dùm em nhé. Cái này nó sót trong cái bao quần áo á. Chứ bữa hôm nay em hết hàng rồi, tại có chị kia chị qua á.
bữa có một bao to luôn á, mà chị qua chị coi hàng cái chị hốt hết về luôn, chị lấy hết luôn á. Ba lô chị Tuyết Nga rồi đây, cái này nãy gì đây, cái cặp rồi, cái cặp này rồi, cặp khách nào lấy comment dùm em cặp nha, dễ thương ha. Đó, cái cặp to đùng luôn, 50 ngàn. Đó, các chị mình tranh thủ đi. Đó, bữa mà em định lên livestream bán á, mà cuối cùng là chị lấy hết ha. Cái này nó sót trong, nó nằm trong cái bao quần áo, nằm ở cuối cùng luôn á. Rồi cặp chị Tuyết Nga luôn này, 50. Đây 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 đây, một cái cặp nữa này. Rồi lên mã 1 giúp em nhé. Cái này là đi học đi làm này. Đó. Rồi lên mã 1 giúp em này, 50 lại đi. Mã 1 50. Mã 1 50 dễ thương không? Mã 1 con đấy khác. Mã 1 50, mã 1 50, cái này là cái cặp này đi học. Đây. Rồi lên mã 1 nha mọi người nha, mã 1. Con này các chị mình mua thương xương ở bên ngoài là 200 mấy 300. Bữa hôm cái tép. Cái này mắc lắm luôn á. Áo còn chữ khác hết rồi chị. Em thấy nó có 4 mẫu à. Rồi cái nào đấy comment cái cặp mã 1 này nha mọi người nha. Cặp mã 1. Rồi lên mã 1 giúp em 50 tiền. Đấy, nhà chị nào lấy thì chốt này. Ồ, con này mà đựng quần áo đi chơi du lịch này. Rồi con này mã 2. Con ba lô này mã 2. Rồi lên mã 2 giúp em nhé. Mã 2. Rồi lên mã 2 giùm em đi cả nhà mình ơi. Con ba lô to đùng luôn này. Đó. Mã 2 chị Tuyết Nga. Đây một con bao tử này kiểu khác. Cái này các chị mua cho bé đi. Mã 1 đó chị Thu Hà, có mã 1 luôn à? À mã 1 là cái cặp. Cái cặp á. Rồi đúng rồi. Từ từ lấy mã 2 đã. Rồi cái cặp mã 1. Cái này các chị mình, chị Thu Hà đó. Rồi cái này của em lên bao tử, cái này cho các chị mình mua cho bé này. Dễ thương ha. Rồi lên bao tử giúp em, bao tử 50k, bao tử 50. Rồi lên bao tử giúp em đi cả nhà mình ơi, con này đỏ dễ thương này, cái này cho các chị mình xài cho bé. Nhà chị nào có bé thích mấy đeo mấy cái túi này là mình chốt này các chị này, dễ thương lắm. Đó. Rồi khi nào lấy comment dùm em bao tử nha, đeo xéo vậy này các chị này, dễ thương quá trời luôn. Rồi cái này gì đó đây. Rồi con này của em con ba lô nữa này mọi người ơi, ba lô to đùng. Ba lô to đùng luôn. Còn có 5 6 con nữa. Rồi khi nào lấy comment dùm em ba lô này, nó 50 ngàn khách nha, 50. Em dễ thương lắm. Rồi khi nào lấy comment dùm em ba lô 50 to đùng luôn. Rồi lên ba lô giúp em nhé, ba lô 50 ngàn. Rồi lên ba lô cho chị Hoài Thu con đấy. Rồi cái con này của em con màu xám này. Đó, con bao tử màu xám. Rồi lên màu xám giúp em nha mọi người nhé. Màu xám. Có cái khăn nào để lên đây giúp chị cái. Rồi cái nào lấy comment rồi xám chị Thu Hà này. Chốt chị Thu Hà trước cái đây. Ô con đen. Con đen này còn ta. Đây con màu đen này dễ thương này. Dạ xám hết rồi. Đâu hết sạch rồi. Rồi con này của em màu đen. Đen. Cái này của mình nó sẽ đeo vậy nè các chị này. Rồi mình tăng đơ được ha. Rồi con này con màu đen này. Ồ, dễ thương ha. Ồ, đẹp xịn quá trời luôn. Ồ. Nó có một ngăn. Rồi lên một, làm gì đó. Lên màu đen chị Hồng Út này. Đen Hồng Út bây giờ có đơn ha. Dễ thương quá trời luôn. Đen hết rồi Dung Ninh ơi. Dô đi em cứ dô đại đi. Rồi này, đen chị Hồng Út này. Còn dây thể thao không? Dạy. À, dây thể thao còn chị ơi, còn. Hồng Út. Đâu rồi mới, con này của em là con Fuma đẹp nè. Ừ. Rồi khách nào lấy comment dùm em. Ô con này nó bị nổi cái dây kéo rồi. Rồi thay ấy. Ồ con này của em nó bị gãy cái dây kéo rồi cả nhà mình ơi. Ô chị nào lấy con này em bỏ em bán rẻ. Chị nào lấy em bỏ bán 15 ngàn. Chị nào lấy em bán 15 ngàn về. Cái này nó bị mất cái móc. Ừ. Cái này nó bị mất cái móc ha chị. Tự nó bị gãy mất này chị Tuyết Nga, nó bị gãy rồi. Mình về mình thay cái móc ha. Em bán rẻ luôn xem 15 ngàn này. 15 rồi. Bị nỗi rồi. Đó, các chị. Rồi con này còn con màu đen cho bé. Dạ rồi em lấy rồi. Học sinh đi học. Dạ được chị. Cái của chị Hoài Thu là lấy cho học sinh đi học ok chị nhá. Cái con đó đây là cặp đi học mà. Đúng không? Chị Hoài Thu lấy con đấy là con cặp đi học quá chị. Đi học chơi. Cái đó là cặp đi học đó. Rồi lên màu đen giúp em mọi người. Đen màu đen nhỏ xinh xinh ha. Rồi màu đen khách ơi, màu đen 50 ngàn dễ thương. Cái này cho bé xài các chị này. Dễ thương lắm. Cái này cho bé trai xài dễ thương. Rồi khách nào lấy comment dùm em đen. Ủa sao lấy giờ chưa chốt là chị Tuyết Nga 15. Rồi lên đen 50. Rồi khách nào lấy comment dùm em đen 50 nha. Con này bị hư dây kéo hả? Rồi cái con bao tử này của em bị hư dây kéo này. Đây. Nó bị tuột mất cái dây kéo này. Rồi xe có chị 15 luôn. Xe 15 luôn. Rồi lên mã 2 giúp em nhé, nó bị hư dây kéo về thay đi các chị. Cái này xài điện thoại là bỏ mấy cái điện thoại đều được, con này bao tử to đó. Nó bị tuột mất cái dây kéo này. Rồi hết rồi đó các chị ơi, mã 2, các chị Oanh Vũ Hoàng, rồi 15 ngàn. Đang ghi ở ngoài đi, mai chốt đơn còn biết.
Rồi, còn con cuối cùng rồi, hết rồi nha mọi người nhá. À, con mã 3 này của em nó bị dính cái keo, nó bị keo. Rồi lên mã 3 giúp em này, mã 3 15.000 đại đi các chị ơi. Căn này nó không bị hư mà nó bị dính cái keo. Về mình lấy xăng, mình lấy xăng mình nâu á, đúng không? Cái này thì keo này lấy xăng à? Lấy gì? Không, bà con này mấy cái này là lấy keo này thì lấy cái gì được mà ra ta? Rồi cho xăng đúng không? Chị thấy người ta hay nói xăng mà. Cho chị Ngọc Tuyết mã 3 này, 15.000 Ngọc Tuyết nhá, về nâu đi hết rồi đó các chị, đâu còn đâu. À, lên gì? Đầm giày đi, giày cho các chị nó, ờ giày cho các chị, các anh này, các chị nào mới hỏi này, đây nên giày đúng không cả nhà? Đây rồi, cái đôi giày này của em, trời ơi mấy cái hàng thương hiệu không. Rồi con này của em màu xám, size này của em là size 44, anh em nào lấy con này chân to thì lấy nhá, màu xám 65.000. Rồi lên màu xám giùm em này, hàng mấy trăm ngàn một con đó các chị ơi. Rồi lên màu xám giúp em nhé. À, lấy nước rửa sơn móng tay sạch ngay. À vậy á chị? À lấy cái đó là xăng, mình dùng nước rửa móng tay là ra hả? Em cũng không dành cái đó lắm. Em nghe thì có người nói là giống như là dùng xăng nâu. Em cũng không dành. Rồi đó, màu xám này cho chị Kim Hà. Rồi, 65.000 size 44. Ủa chị Kim Hà. Mới. Rồi, con này của em là con con này của em là màu gì ta? Con này Bata này. Rồi lên Bata giúp em. Bata này của em là size 40. Cái này cho các anh nhá. Cái con này kêu Bata giúp em này, Bata là size 40. Nó có bộ chút nào các chị ơi. Nói chung hàng ok lắm, tại vì hàng này hôm qua em có úp trên trang cá nhân của các chị á, toàn là 300, 400, 500 ngàn một con, 400 mấy không á. Đây là tại vì mấy cái hàng này nó có thương hiệu này mọi người này. Đó, nó bụi xíu bắt họ xả kho á các chị. Đó, rồi lên Bata giúp em nhé. Size này thì cho các anh size 40, hàng xịn lắm. Đó, rồi khách nào lấy comment giùm em Bata này. Rồi con này 65.000. Rồi lên Bata giúp em size 40. Rồi con này của em con màu đen size 35 này, có chị nào mua cho bé này. Con đen này size 35 nhá. Rồi, 50.000 con đen. Đây con đen này, xịn chưa? Này các chị nhìn này. Đó. May từng đường kim mũi chỉ này. Rồi lên con đen này giúp em, con đen này size 35 nha mọi người nha, đen chị Ngọc Tuyết này. Đây. 35 con 50.000 thôi. Rồi cái con này của em là con cho các anh con màu xám size 44. Con này của em là giày nười nha mọi người nhá, con giày nười biếng nha. Tại người biếng mới chịu nhé. Rồi, lên màu xám giúp em, màu xám size 44. Cái này size to đùng cho các anh này. Đó. Rồi lên màu xám giúp em, các chị nhìn đế này. À, hàng xịn đét luôn, 65.000. Rồi lên màu xám giúp em mọi người ơi. Chân anh nào size 44 các chị chốt nha. Cái chỗ này của mình này, nó làm thun. Đó, làm thun hai bên. Nên là khi mình xỏ vô nó rất là dễ nha. Đó, các chị, anh em nào mang mấy cái giày này thì các chị chốt này, xám size 44. Rồi 65 tiền. Rồi, con này của em là con màu con bông. Cái này giày cho các chị này. Con bông này của em là size 36. Cái này giày độn nhá. Đây. À giày đôn chứ. Cái này kêu là đôn này, em hay kêu là độn. Cái này đôn 5 phân, cao nha mọi người nha, nên bông giúp em này, bông. Đây này. Rồi size 36 50.000. Nên bông giúp em này. Con này cao nha mọi người nhá. Con này cao 5 phân. Con này cao 5 phân á. Có khách nào lấy comment giùm em bông này. Đó. Các chị nhìn này, đấy là logo này. Đó, hàng xịn đét luôn. Rồi lên bông giúp em mấy cái bông. Size này size 36. Size này size 36 cho chị Nguyễn Nam Thái Bình. Rồi, con này của em là một con màu đen. Có nữ 38 có chứ, 38 nhiều lắm. Em thấy 38 nhiều đó. Rồi, một con màu đen. Con màu đen. Đen này của em là size 36. Con màu đen nam nữ mang được. Con này thì nam nữ mang được nha, bông em hết rồi. Đen này 36, 50.000. Đen da nha, cái mẫu này nam nữ mang được. Cái đoạn này nó là cái gì ta? Nó là cái da nha. Đây này, còn cái này là... cái này nó là vải, cái này nó da hay là cái gì ta? Đây này, nói chung chất đẹp lắm, hàng xịn mà các chị. Rồi lên màu đen giúp em nhá. Đây này, đó, các chị nhìn cái đế này. Rồi lên đen giúp em, size này của em là size 36. Đen này của em là size 36. Rồi 50.000 màu đen. Có không? À, quần áo có nữa chứ Quỳnh Tố nha, đồ nhiều lắm. Nam 44 chị Nguyễn Nam. Đây. Rồi đúng rồi, em lấy cho chị được. Rồi lên con đen. Con đen này nam nữ mang được hết, size 36. Màu đen. Rồi con này Bata size 37, nam nữ mang được luôn. Nên Bata giúp em nha. Đây này. Cái này của em, cái vải nó là vải duyên nha mọi người nhá. Đây, nên Bata giúp em. Bata nó sẽ tặng cho các chị mình thêm một cái nốt giày nữa này. Đây này, nó có tặng kèm này. 37 chị Bình Nguyễn này. Rồi, nó có 50.000. Rồi một con 37 nữa màu đỏ. Một con 37 màu đỏ. Nên màu đỏ giúp em. Đỏ này 37. Đỏ này 37 nha mọi người nhá. Ở khách nào lấy comment giùm em đỏ 37 này. Rồi đỏ 37 giúp em. Đỏ 37.
đỏ 37, đỏ 37, 50 ngàn thấy coi. Đỏ 37 giúp em, đỏ 37 cho Lan Hoa. Rồi, cái này của em là màu bông, bông 36. Con bông này size 36, xịn lắm mọi người ơi, mang mấy con này mới bền này. Này, rồi cái nào lấy comment dùm em bông 36, 38, 39, em nghĩ là có đó, sáng em nên nhiều lắm. Rồi em không biết nó nằm đâu, bé đang đưa cho em này. Bông này 36, bông này 36 nha mọi người, có chị nào thích mang bông không? Đó, bông 36, 50 ngàn. Bông 36, 50. Rồi lên bông giúp em nha các chị nha, bông, bông 36, 50. Rồi con này con caro size 37. Caro này của em là nữ nha mọi người nhá. Caro này nữ nha, size 37. Rồi khách nào lấy comment giùm em caro này, caro size 37. Rồi lên caro giúp em nhá, 50 ngàn, caro 37. Đây này, rất là dễ thương luôn. Rồi lên caro giúp em caro 37 nhé coi. Caro 37 có một đôi, đó, 50 ngàn. Rồi lên caro 37 giúp em mọi người, các chị nhìn cái đế này. Ồ, xịn lắm luôn đó các chị. Rồi caro 37. Rồi khách nào lấy comment giùm em caro nhá. Rồi cái này của em là con màu xám, xám 36. Con màu xám này size 36. Thế nào lấy comment dùm em màu xám này. Đó màu xám này size 36 nha, 50 ngàn. Lên màu xám giúp em, cái mẫu này là mẫu nam nữ mang được luôn này. Đó. Ở lên màu xám giúp em, xám 36, 50. Xám 36, 50. Rồi lên màu xám giúp em đi cả nhà mình ơi, xám 36, 50 ngàn. Rồi lên màu xám nha, màu xám 36. Con này của em là trắng 40. Trắng này của em là con này size 40. Cái này các chị các anh cũng mang được luôn. Con màu trắng, con này hơi bụi thôi. Rồi khách nào lấy comment dùm em trắng 40. Xịn chưa này các chị ơi. Đó. Rồi lên màu trắng, cái này size 40 nha các chị nha. Đẹp quá ha. Cái này được cái là mình lên quần tây, quần jean, quần kaki đều được cái mẫu này này. Trắng này, trắng 40, 50 ngàn. Size 40 nha mọi người nhá. Trắng này của em là size 40. Rồi khách nào lấy comment dùm em trắng size 40 thế thôi. Trắng size 40. Trắng 40 chị đi lên lấy màu trắng. Rồi con này của em là con màu hồng 37. Con này hồng da size 37. Rồi. Đẹp chưa? Con hồng này size 37, khách nào lấy comment giùm em hồng 37 nhá, nữ. Cái này mẫu nữ này, hồng 37 giúp em 50 ngàn. Hồng 37 50. Hồng 37 cho chị Bình Nguyễn này. Bán nội giá luôn này. Rồi trở lại 50 đi, bán nội giá con này rồi. Ông Lâm Hàn nói là 50 luôn này. Rồi con này của em là con màu xanh. Con màu xanh này là mẫu của cho các anh size 44, 65 tiền. Size này size 44 nha mọi người nhá. Rồi khách nào lấy comment giùm em, anh em nào size 44 chốt liền. Thế nào chị Thạch Xanh. Rồi lên màu xanh giúp em, con này size 44. Đây này, đá form vậy là các chị này. Đằng sau là phối da nha, đẹp chưa. Đó, mấy con này mới dễ mang á mọi người. Rồi xanh này của em là size 44, 65 tiền. Em chào chị Xuân Nê. Rồi lên màu xanh giúp em, xanh size 44 mọi người nhá. Đẹp quá à, dễ thương ha. Đó. Rồi anh em nào mang size 44 chốt liền giúp em nhá. Đấy, con này nó bo ra đẹp chưa. Rồi lên màu xanh giúp em xanh 44. 65 tiền khách ơi. Lên màu xanh 44 giúp em. Màu xanh size 44. Rồi, cái này của em là con màu trắng size 36. Con trắng này size 36, 50 ngàn. Rồi khách nào lấy comment giùm em con trắng này size 36 nha. Đẹp ha. Rồi khách nào lấy comment giùm em con trắng size 36 đúng chân em luôn. Em lấy mấy đôi rồi. Hôm qua về một cái là em phải lấy mấy đôi liền rồi. Rồi cái nào lấy comment giùm em rất thích mang giày. Nó dễ phối mà nhìn nó trẻ trung quá mọi người. Rồi lên con trắng này giúp em đẹp ha mọi người. Đó, màu trắng này size 36. Rồi 50 ngàn. Nên trắng giúp em nhé. Trắng này thắt dây nha mọi người. Rồi trắng size 36, 50. Rồi cái nào lấy comment giùm em màu trắng. Rồi cái con này của em màu bạc nha. Màu bạc này của em là size 38. Con màu bạc này cho nữ size 38, nam nữ mang được hết này, đó. Rồi lên màu bạc giúp em 65 tiền, lên màu bạc giúp em, logo đây, đó. Rồi lên màu bạc giúp em mọi người nhé, bạc này của em là size 38, vừa chị nào hỏi em size 38, 65 ngàn con này này, đẹp quá trời luôn, đó. Rồi lên màu bạc giúp em ha, ồ xịn đét à mọi người ơi. Rồi khách nào lấy comment dùm em bạc này còn có một con nè, size này size 38 luôn á, đó. Khách nào lấy comment dùm em màu bạc nha, màu bạc 65 ngàn. Màu bạc 65 ngàn. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu bạc nha mọi người nhé. Bạc 65 ngàn. Rồi con này của em là con Bata này. Khách nào lấy comment dùm em Bata 36. 38. Cái con này của em Bata size 36. Rồi lên Bata giúp em mọi người nhé. Bata màu đẹp ghê không? Màu tây ghê không? 50 ngàn. Rồi lên Bata giúp em nha mọi người nhé. Size 36. Đó. Rẻ quá trời, quá đất luôn khách ơi. Rồi khách nào lấy comment dùm em Bata size 36.
Bata size 36 nha mọi người nhá. Rồi lên Bata giúp em 50. Bata 50. Các chị không thích mua giày nữa hả? Không không mua là em chuyển qua hàng khác nữa nha mọi người nhá. Đó, nên là tại vì hôm nay là nhiều hàng lắm. Có cái nào lấy comment giùm em trắng. Trắng này của em là một con size 36 trắng da này mọi người. Con này là con da nha mọi người nhá. Trắng size 36 50. Trắng size 36 50. Rồi cái nào lấy comment giùm em màu trắng này. Trắng này size 36 50.000. Con này của em là con da này. Cái này là da nha mọi người nhá. Rồi lên trắng giúp em, trắng 50 size 36. Rồi lên trắng giúp em mọi người ơi. Rồi em lên một con nữa để em chuyển qua hàng. Rồi con này của mình nó sẽ là con màu bi. Bi này size 36. Màu đẹp chưa? Bi size 36 nha mọi người nha. Rồi khách nào lấy comment giùm em bi. Bi này của em là size 36. Rồi khách nào lấy bi trước bi giùm em đi mọi người ơi. Bi size 36 50.000. Qua mẫu nha mọi người nha. Qua nha. Vì hàng hôm nay em về nó nhiều kiểu, nhiều đồ lắm. Rồi khách nào lấy comment giùm em bi size 36. Rồi giày đẹp lắm, giày xịn lắm cả nhà ơi. Rồi khách nào lấy comment giùm em này. Rồi cái này của em là đây. Rồi chị nào lấy quần, quần còn ít nha. Nên đầm màu cho 46 kg. Sợ 46 kg, eo 100 ta. Đây là 46 tuổi. À 46 tuổi, eo 100 hả? Eo 100. Eo 100 bây giờ mình mặc hàng thun lưới thôi. Chứ còn mấy cái đầm đằng sau của em á thì eo có 90. Eo có 90. Rồi lỡ lên giày rồi em lên cái quần nha. Cái quần xong nổ ra chị ngon. Rồi quần màu đen. Size 32 còn 4 cái 4 nào. Xanh. Cái này màu xanh đen. Xanh đen quần cho các anh. Cái này của em là size 32. 59.000 quần. Rồi quần này em bán về nhiêu hết bấy nhiêu đó mọi người ơi. Ba cái xanh đen nha. À, size 32. Đây này mình mặc cái vặn lên vậy nè các chị này. Sáng chị nào mình mua áo cho các anh rồi mua quần luôn đi các chị ơi. xanh đen này của em là size 32, quần kaki và lưng thun cho chị Nguyễn Nam một cái. Rồi chị Nguyễn Nam 59 tiền. Em còn hai cái xanh đen. Đẹp ha mọi người. Đây mình mặc các anh thì mình vặn lên cũng được. Đây này vặn lên cũng được, còn mình bỏ xuống cũng được, tùy mình à. Đó, đẹp lắm. Ờ, khách nào lấy comment giùm em xanh đen dễ thương ha. Lưng thun, dây dài quá trời luôn này. Co giãn thoải mái. Rồi xanh đen còn hai cái. À, 59.000 nè mọi người. Có 59.000 thôi. Lên xanh đen giúp em nhé. Đây, rồi. Xanh đen còn hai rồi. Rồi cái này của em là xanh ngọc 32 luôn. Rồi. Xanh ngọc size 32, chị Nguyễn Nam lấy luôn không chị Nguyễn Nam ơi? Còn size 34 không chắc hết quá. 32 là hết rồi, em lựa hết chưa đó. Không, 34 mẫu khác cũng không còn nữa chứ. Không, không còn. Không, không còn 34. Màu ngọc. Em qua lựa hết trơn rồi, ngọc 32. Màu ngọc 32, còn đúng một cái. Có ngọc 31. Cái này ngọc 31 32, rồi. Có hai cái nha, ngọc 31 32. Rồi, khách nào lấy comment giùm em ngọc size 31 32. Đó, rồi ôi có 59 tiền thôi. Chạy Nga Phạm nha. Size 31. Ngọc 31 32. Rồi cái này của em là màu vàng. Vàng này 31 thôi mọi người ơi. Vàng size 31. Có size 29. 29 31. Rồi. Vứt qua đây để cho bọn nó bỏ bao. Đó, xong mẫu nào thì xong rồi. Rồi, à, vàng này của em 29 31 đây nè. Có 29 nữa kìa. Đấy đang cầm đây nè. Rồi đó, đỡ nhầm 30 luôn. Rồi. Vàng này của em có 29 30 31. Các chị mình tranh thủ chốt nha. Chốt cho người nhà mình mặc. Trời ơi quần rẻ quá, bán có 59.000 à. Nên bộ lửng hay ngố đi em ra đây chờ em xíu. Có bộ mà chờ em xíu. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu vàng ha. Vàng này của em là 29, 30, 31, 59 tiền. Rẻ đẹp. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em vàng 29, 30, 31. Rồi. Rồi cái này của em là kem 28. Cái này của em là màu kem kem này. Màu trắng kem này. Rồi kem này của em là 28-30. Kem này của em có hai màu 28-30. Đây. Kem này của em là 28-30 nha mọi người nhá. Nó giống như xanh xanh vậy ta. Rồi lên màu kem giúp em. Cái này em kêu đại là kem đi. Tại màu nó màu sáng cũng không biết màu gì nữa. Kem kem xanh xanh vậy đó. Rồi màu đen. Ồ đen quá dễ mặc luôn. Rồi đen thì có màu. Có size đen này của em 28. Là size 28. Có đủ chứ. Sao đủ được 28. Em nói thêm thiếu mà. 28 29 30 31. Có 34 không? Không, tới 28 29 30 31 màu đen. Đó, đẹp ha. Dạ đúng rồi chị Nga Phạm, đúng rồi chị ơi. Quần này quần 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 kaki cho các anh nha, quần nửng ha, đẹp lắm. Rồi, 28 29 30 31 quần lưng thun rút dây có size từ 28 đến 31. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen ha.
Ôi đẹp quá trời đất luôn mọi người ơi, có 59.000. Các chị mua cho người nhà mình mặc đi các chị ơi. Hè là chị mặc cái này thôi. Mà không những hè, những cái quần này mặc là 4 mùa luôn các chị, rất là dễ mặc ha. Các anh em có thể mình mặc ở nhà này, mình mặc cùng lên áo thun này, mình đi cà phê sương sương đi chơi, đi du lịch mình mặc mấy cái quần này cũng được luôn. Nó thoải mái vận động như mọi người ha. Đây này, cũng như eo, giống như các anh mình còn mấy cái mẫu kia, quần jean kia thì có thể đòi hỏi là cái size eo nó phải đúng. Đó. Còn những cái này là các anh ốm hơn 1-2 kg hoặc mập lên 1-2 kg mặc vẫn vừa. Tại sao? Tại vì cái quần này của mình nó có lưng thun. Đấy, đây này, nó rút ra được. Nhưng mọi người nói chung là cái quần này mặc tiện lắm luôn á. Đó. Đó, rồi khách nào lấy comment dùm em 28, 29, 30, 31, 4 size. Rồi, màu đen. Màu đỏ có một cái. Màu đen, 4 size. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đen. Đỏ em còn một cái cuối cùng là size 29. Đó, đỏ đô nha. Cái này màu đỏ đô chứ không đỏ sáng đâu, đẹp lắm. Cái màu này các chị mình coi trên livestream nó sẽ là màu sáng, nhưng ở ngoài nó là màu đô đậm á, đẹp lắm mọi người ha. Rồi lên màu đỏ giúp em. Em còn một cái đỏ duy nhất là size 29. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ nha. Trời ơi có 59.000 quần chốt đi cả nhà mình ơi. Đẹp quá trường luôn. Rồi, đỏ này của em là size 29 một cái. Ha. Ừ. Thì lên hết chưa? Lên hết màu đi. Cứ lên đủ bảng màu thôi. Xanh Coban em có 28 và 30. Xanh Coban em có 28 và 30. Đó, chị nào lấy thì chốt nhanh giúp em nhá. Xanh Coban em có 28 và em có 30. Cái nào lấy comment giùm em màu xanh Coban. Đó, 28 và 30. Đấy, cái này thì nó còn có 2 size thôi. Quần này nói chung là lâu lâu mới có hàng sale, các chị tranh thủ ha mọi người nhá. Rồi đây màu rêu 28, em thấy các anh cũng thích này. Rồi đây màu rêu 28, 29, 30. Rồi, quăng ra đây, quăng qua đây để cho nó hết màu luôn đi. Rồi đó, để cho đỡ phải tìm màu nữa. Đó, đây kìa, đó, cho xong đi. Rồi, quần này màu rêu này của em là có màu 28, à size 28, 29, 30, 3 size. 28, 29, 30, màu rêu lính rất là đẹp đó mọi người ha. Đó, cái này em còn là 3 size. 28, 29, 30, còn 3 size. Các anh mình mặc suông cũng được, hoặc là mình vặn gấu lên này mọi người này. Đó, thì bên trong nó sẽ có một cái màu khác, rất là đẹp ha. Rồi, chị em mình đang coi, mình chấm bài lên giúp em đi. Cả nhà mình không mua cũng chấm bài lên giúp em nhé. Rồi, cái nào lấy comment dùm em màu rêu 28, 29, 30 màu đẹp quá trời luôn này. Về là các chị mình chọn cái màu này nhiều. Màu rêu này dễ mặc. Rồi, màu rêu 28, 29, 30. Rồi cái này của em màu ruốc. Cái màu tím ruốc này của em là size 28. Màu ruốc này của em sẽ là size 28 nha mọi người, màu tím ruốc nha, còn đúng một cái này. À. Rồi, túi là đằng sau hết nha. Đây, túi một túi bên đằng sau. Rồi, lên màu tím ruốc giúp em size 28. Màu tím ruốc, chào chị Hằng Vương nha. Màu tím ruốc size 28 và cái màu cuối cùng. Đây, là màu xanh. Xanh này size 28. Đó. Rồi, cả nhà mình lấy comment dùm em màu xanh. Trời, đâu đâu có hàng sale, mấy cái hàng này rẻ quá. Chốt đi các chị, hàng đẹp lắm. Rồi, lên màu xanh giúp em, xanh này size 28. Xanh này của em size 28 màu cuối cùng luôn nha mọi người nha. Đây xanh này của em là size 28 này. Bao nhiêu một quần? Trời ơi có 59.000 một quần thôi Lan Nguyễn ơi. Có 59.000 cái quần thôi, rẻ bèo. Quá rẻ luôn, chất là chất kaki. Lưng của mình sẽ là lưng thun và rút dây. Đấy nha. Quần này thì bao đẹp rồi. Nói chung mấy cái phong quần này mặc hè nó rất là đẹp luôn, nó rất là thoáng mát thoải mái. Thoải mái vận động, nên áo thun rộng cũng được, ôm cũng được. Đó, mà các anh em nhỏ tuổi mặc cũng được. Hoặc là những anh em mình lớn tuổi mình mặc cũng được nha. Tại vì toàn là những cái gam màu nó rất là dễ mặc luôn. Đây cái form này, đó, dài qua gối một chút xíu. Rồi lên màu xanh có 59.000 chất kaki. Rồi lên màu xanh giúp em nha mọi người nha. Đấy hết màu rồi các chị ơi, nãy giờ em lên đủ màu rồi đó. 75kg mặc size gì hả? 75kg bây giờ hết size. 75kg là hết size rồi. 75kg thì mặc size 34 nhưng mà hết size rồi. Hôm qua các anh lấy hết rồi. Em coi size 29 nè. 29 nãy giờ còn toàn màu 29 không? Nhiều. Ừ. 29 là quá trời rồi, lên lại nữa hả? Có mẫu không? Có mẫu không? Ở đây này, mẫu đây này. Thì rút màu ra đây này. Đây. Cái này 28 rồi. Đây đây màu xanh là 29 này. 28 đi nữa. 29. Đây 29 là có cái màu này được không? 29 có màu xanh màu rêu này. Đây màu rêu size 29 em lấy thì chốt nha. Đây bảng màu 29 nói chung còn nhiều đó, 29 còn nhiều màu đó. Đây này, màu rêu 29 em lấy thì chốt nha. Đây. Ừ. Đây, màu rêu 29, đây lên cho em mấy cái 29 này. Rêu 29.
đỏ đô 29 còn thứ nhất một cái nha, kiểu size 9 là mặc mấy cái phong quần này đẹp lắm á. Ôi mà size 29 là mặc cái quần này là bao đẹp luôn á, tại người nhỏ nhỏ đó dễ thương lắm luôn á. Rêu 29 cho Lan Nguyễn nha. Rồi đỏ 29 em lấy luôn không nè, lấy đủ màu đi, trời ơi quần đẹp lắm. Đó qua có bán có bao nhiêu, có 59 ngàn cái quần. Trời ơi, đây là màu xanh nhạt này, màu xanh nhạt 29 này đó, màu xanh, màu xanh. Rồi cái nào lấy comment dùm em màu xanh, quần này đẹp ha. Quần quần nam chị Kim Hà ơi, quần này quần nam vậy nha chứ không phải quần nữ. Ôi em bán bữa giờ mà. Rồi đây màu xanh. Ôi quần này đang hot hết lắm luôn đó mọi người, mặc 4 mùa luôn. Xanh cho Lan Nguyễn rồi, 29 đây. Rồi cái này vàng bò 29. Đấy vàng bò 29. Rồi lên vàng bò nha. Vàng bò 29, vàng bò 29 cưng xỉu luôn. Đấy, ồ có 59 ngàn. Em nói thật luôn, em bán lúc nào vải dày chứ em. Đó chất kaki này phải vải dày chứ em. Cái quần này thì bên thị trường hàng shop đang bán mà. Rồi khi nào lấy comment dùm em vàng bò 29 nha mọi người nhá. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đó, hình như mấy cái quần bò Lan Nguyễn này, cái quần này bán ngoài shop hình như 135 ngàn. Đúng không? 135 ngàn cái đấy. Em mua cho chồng em 180 mấy ạ. Ồ 180 mấy luôn hả? Trời ơi, đấy. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu xám đậm. Ồ vậy chính là quần này mắc chứ. Mình bán được các chị có 59 ngàn. Kìa vậy. Hèn chi là chốt, các anh chốt là mầm. Ồ khách nào lấy comment dùm em màu xám đậm size 29. Rồi lên màu xám đậm giúp em nha, đẹp quá. Cái này xám đậm còn cái em. Xám đậm này em còn 29-30. Xám đậm này em còn 29-30. Rồi lên màu xám đậm giúp em nhé. À 29-30-31. Em thấy nhỏ, ống nhỏ. Ống này mà nhỏ gì nữa cô. Trời ơi, cái ống này mà còn nhỏ cái gì nữa. Trời ơi, có đi theo size rồi, cái form này đẹp lắm. Trên 70kg mặc được không? À, trên 70kg hết size rồi. Hết size rồi. À, cái này xám đậm nha mọi người nha, quần này bao đẹp. Quần này là bao đẹp luôn. Bữa không có cái hình á. Có cái hình không biết bữa nay tìm không thấy cái hình ở đâu này. Bữa có úp cái hình á, các anh hình anh xám đậm 31 và 30. À đây, xám đậm này là Thảo này. 29 này, rồi 30. Rồi, ở đây đấy. 31 nữa. Ừ cái này 29, rồi 31. Rồi, 31 cho chị Nguyễn Nam, xám đậm cho Lan Nguyễn 29. Rồi, đúng luôn. Rồi. Đấy cho Lan Nguyễn này. Chị Nguyễn Lan thấy bình 31 30 lấy rồi. Lấy hai cái rồi. Rồi con này màu đen. Đen đen là với bao nhiêu nhỉ? Size gì nhỉ? Quên mất rồi. Đen này, đây này 29 rồi. 28 29. Đen này 28 29 31. Đen. Đen này của em là 28 29 và 31, không có 30, bỏ 30 nha mọi người. Rồi lên màu đen giúp em này. Đen thấy ra màu dễ mặc nhất. Các anh là thường thường thích mấy cái màu, nhiều anh em là thích ưu tiên lúc nào cũng ưu tiên màu tối chứ. Rồi lên màu đen giúp em mọi người ơi. Đen 28 29 31. Đen 29 cho Lan Nguyễn. Đâu rồi 29 không hề thẳng. Đây đây đen 29 xả xanh đúng không? Em không lấy xanh, lấy đen mà xả xanh rồi ok. Rồi có chị em nào, chị Lan Nguyễn có lấy thêm 31 không? Đây này, em còn 31 này. Bao nhiêu một cái? Trời ơi, em bán có 59 tiền thôi chị Lan Ngọc Hoa ơi. Em bán có 59 ngàn. Rẻ lắm, xanh cô Bam đây, có ngoài nè. Dễ bóc hơn, rồi đúng rồi. Rồi xanh cô Bam này của em 28. Cái này 28 thôi hả? 28-30. Xanh cô ba này em có 28 và 30, không có size khác, còn 28 và 30 thôi. Hôm bữa em về là từ có size từ 28 đến 34, nhưng mà hết rồi, đúng không nhỉ? Dạ. 34 là to nhất đúng không? 34 là hết trước đúng rồi. Mà hết rồi, các chị lấy bữa giờ hết rồi, còn có mấy còn có 20 cái này hết rồi các chị, mười mấy 20 cái hết rồi. Rồi, bữa nay còn nẻ size thôi, nên chị nào mình vừa người nhà mình vừa size nào mình lấy size đó ha. Rồi cái này của em là màu xanh coban, em có 28 và 30. Đấy, chị nào lấy thì comment nhanh một cô ban đẹp nha. Cái màu này lên áo trắng đẹp lắm. Áo trắng, áo đen đẹp cực kỳ luôn. Quần nữ hả chị? Ồ, quần nữ thì kiểu khác. Quần nữ này, mẫu này nữ mặc đâu được. Đâu? Lấy ra đây, lấy đây sale các chị đi. Rồi, khách nào lấy comment dùm em nhé. Màu xanh cô ban 28-30. 28-30 có chị nào lấy không ạ? Rồi, khách nào lấy comment dùm em màu cô ban nha khách nha. Quần nữ là mẫu quần gân này em đang sale nè. Các chị lấy đi. Em còn 3 màu à, 60kg này, quần dài em xả kho cho các chị mình 60 ngàn á. Em có màu hồng ruốc, màu xanh bơ và màu xanh coban. Em đang xả kho 60 ngàn, cái hàng này hàng Quảng Châu á, đẹp lắm. Hàng này là thôi mỹ mãn đẹp tuyệt vời rồi. Rồi em lên cái áo đúng, chị đang xả với thông báo là xả cho khách á.
áo đốm đây này, em rút ở đây này, thấy rồi. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu xanh bơ, màu xanh coban, màu hồng ruốc, size 60kg vừa. Đó, em xả kho 60.000. Đấy, quần này Phong quần nữ đẹp lắm nha mọi người nha, hàng này hàng Quảng Châu. Chất đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi khách nào lấy comment dùm em ba màu khách ơi. Rồi cái hàng áo khoác đốm. À kaki giống quần nam. Không, chị kaki thì nó lại mẫu khác, làm sao mà nó giống được. Kaki thì nữ của nó lại đi theo kiểu khác rồi chị ơi, nó Phong khác chứ. Kaki có nhưng mà nó sẽ là làm theo kiểu Phong khác. Đây này Thảo này. Đây này chị thấy đây này. Rồi, cái này của em là khoác đốm. Hôm nay em xả kho cho các chị còn 65 tiền. Trời ơi, các chị ơi, size 65kg. Con đốm này nó to, nó đẹp quá rồi. To đùng luôn nha mọi người nhá. Rồi, khi nào lấy comment dùm em con hồng, em xả kho 65.000 cho hết luôn. Trời ơi, đốm này là đốm mịn nha mọi người nhá. Mềm mịn, đẹp to. Đấy, 65.000. Trời ơi, các chị ơi, mua 200.000. Các chị mua lẻ 200.000 con đốm này, hôm nay sale các chị mình rẻ hơn cái giá sỉ nữa. Đẹp, 65.000. Có cái nào lấy comment dùm em con hồng, mềm xèo luôn này. Cùn đã lắm. Có cái nào lấy comment dùm em hồng nha. À, size 65kg đổ về giúp em, rất là to. Rồi cái này em kêu là con màu hồng. Màu hồng nha. Rồi con này của em là comment màu rêu. Trời ơi cái chất này. Ồ nó mềm, nó mát lắm mọi người ơi. Xả kho 65.000. Đây. Rồi cái này của em là màu rêu. Đó, dưới 65kg mặc vừa. Túi này, à, túi của mình này nó sẽ có dây kéo như vậy nha các chị ha. Có hai túi trong và hai túi ngoài. Và túi đặc biệt là có dây kéo, các chị mình đựng tiền, điện thoại là ok, thoải mái. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu tím, màu xanh rêu. À, kêu màu gì đây? Màu rêu. Rồi cái này của em cũng màu tím nhưng mà em kêu là màu ruốc đại đi các chị ha. Em kêu màu này màu ruốc đi ha. Đó, 60kg, 65kg. Và cuối cùng là màu màu xanh, 65.000. Xanh này xanh đậu nha mọi người ha. Xanh này có xanh đậu. Rêu chị Nguyễn Thị Cẩm Lan. Đây màu, nhưng mà màu rêu đây. Rồi đây rêu, rút đi. Để bảng màu ở đây thôi. Rồi. Rồi, có khách nào lấy comment dùm em nhé. Cái này em kêu là màu màu xanh đúng không mọi người? Rồi, cái này em kêu là xanh đúng không? Rồi lên màu xanh giúp em nha. Đốm đậu cho Nan Hoa. Màu xanh đậu. Đậu đây. À đây đốm đậu thì lấy đi. Còn màu coban nữa em chưa rút kìa. Rút cái đậu trước đi. Rồi đậu đây từ từ. Cho Lan Hoa 65.000 này. Rút tím với chị Cẩm Loan, rút tím. Rồi rút tím này. Rút tím với chị Cẩm Loan này. Nó chậm thì mình làm coi cái trước. Rồi, em có màu đỏ đô. Đây màu đỏ đây. Đấy, ui trời ơi, nó đẹp lắm các ơi. 65.000 cái áo khoác. Nó đẹp dã man là đẹp luôn các chị. Đẹp dã man luôn chứ không phải đẹp vừa nữa. Cái hàng đốm này của nhà em á, nó sẽ có hai loại. Nhưng mà khi em đi lấy hàng nó có một cái loại nữa. Là cái cũng là đốm luôn nhưng vải rất là cứng nha mọi người nha. Vải rất là cứng, nó là hàng thường. Còn cái hàng này của em là các chị về các chị bao test hàng luôn. Nó đẹp kinh khủng, nó đẹp luôn. Đó, nó mềm á mọi người. Loại một nên nó mềm á, loại xịn á. Rồi thế nào lấy comment dùm em màu đỏ ha. Nhìn thấy thôi là thấy đẹp rồi. Cái hàng này em bán hết mấy đợt rồi chứ đâu phải một đợt đâu. Rồi khách nào lấy comment dùm em, cái này của em là màu đỏ ha, màu đỏ tím. Rồi, cái này em kêu là màu xanh coban. Đây, có màu xanh coban nữa này mọi người ơi, sale 65.000, đẹp chưa? Dưới 65kg, to đùng luôn. Đó, rồi khách nào lấy comment dùm em màu xanh coban. 65.000 nha mọi người nhá, xanh coban này, đẹp lắm. Trời ơi, túi này, các chị thấy này, nó không bị bồng lên miếng nào hết, nó rất là êm. Rồi lên màu xanh coban giúp em. Màu này giờ đến màu này thì cũng không biết kêu là màu gì luôn. Rồi cái này của em là màu mã 1, giúp em chị mượn cái viết đấy. Rồi cái này của em kêu mã 1 này. Rồi khách nào lấy comment dùm em mã 1 nha mọi người nhá, mã 1. Rồi lên mã 1 giúp em dưới 65kg mặc vừa. Mày vứt luôn cái cây viết đi, nó mờ lắm rồi đó, mà còn cố miết bài đó. Mã 1 giúp em. Rồi lên mã 1 giúp em. Rồi cái màu này của em là màu mã 2. Dưới 65kg nó mờ vậy mà còn ghi được cái sợ thật luôn. Mua cho bao nhiêu là viết. Rồi lên mã 2 giúp em. Mã 2 dưới 65kg mặc vừa, lên mã 2 nha mọi người nha. Mã 2 của mình nó sẽ là màu đen đó mọi người. Đó, cái này em kêu là mã 2 nha mọi người. Ôi trời, tính ra quá trời màu. Mã 2. Rồi 65 tiền, trời ơi quá trời màu luôn các chị ơi.
À, mùa này các chị đi ra ngoài đường mà không có áo khoác thì thôi rồi, nó cháy hết cả người luôn á. Nó cháy người luôn á các chị. Màu này lên chưa ta? Màu đỏ tím với chị Nguyễn Nam rồi. Con này em chưa lên này. Chưa chưa. Con màu hồng này chưa nha. Rồi con này của em là con màu mã 4 đi. Đó, tại nó nhiều màu quá. Trời ơi, tím nhạt, tím đậm với tùm lum. Rồi con màu mã 4 này khách ơi. Nên màu mã 4 giúp em nhé. Ôi ôi nó đẹp này, không lấy lấy gì cả nhờ mình ơi. Túi trong, xanh đen đây chị Cẩm Ngân. Xanh đen là gì? Xanh đậu chứ. À chỉ có xanh đậu, đúng rồi xanh đậu. Đây nè bà nội ơi, xanh đậu kia kìa. Rồi cái này của em đây, hai túi trong. Đấy và hai túi ngoài. Em mặc thử ra trời ơi. Ô cái áo này em tưởng chị nào cũng phải có hàng này rồi chứ ta. Ô hàng này nó mô đen vậy mà các chị mình giờ này các chị còn không biết form dáng sao á các chị. Nó to lắm. Đây em mặc cho các chị coi. To đùng. Nó có hai túi trong, nó có hai túi ngoài nha mọi người ha. Đấy, nó co giãn mặc đã lắm mọi người ơi. Đây. Đó, khẩu trang luôn này. Rồi đây túi đây. Đấy, túi rất là sâu nha mọi người, kéo rất là cao luôn này. Đó. Kéo cao lắm, nhưng mà nó bị vướng nha. Kéo hết lên luôn đó mọi người ơi. Đây này các chị này. Kéo cao đến đây luôn, họ đúng hai con mắt luôn. Xanh dương không phải xanh đậu hả? Xanh dương là xanh coban phải không chị? Là cái này phải không chị Cẩm Loan ơi? Là xanh này phải không? Là xanh này đúng không chị? Đó, to lắm nha cả nhà mình ơi. Đây này, trời ơi, nó rộng rinh. Cái chất này nó đã, cực kỳ đã luôn các chị ơi. Ôi, các chị mình mua lẻ mà em bán 65 ngàn. Các chị ơi, bán có 65 ngàn các chị, không có gì mà lăn tăn cái áo này rồi. Nó mát mịn cực kỳ luôn, 65 ngàn. Rồi cái nào lấy comment hàng này là hàng cao cấp, hàng xịn nha mọi người nha. Đó, bỏ tiền điện thoại vô đây kéo lên. Có nhiều chị em mình mua áo khoác mà cứ đòi túi trong, túi ngoài. Có dây kéo rồi, hôm nay cái áo này nó đáp ứng cho các chị tất cả mọi thứ. Đấy thấy không? Hai túi trong, hai túi ngoài, có dây kéo nha. Đó, đựng tiền, đựng vàng thì đó đi ngoài đường không sợ rơi rớt nha các chị ha. Rồi lên màu hồng, cái này của em nó có cái găng tay cho mình luôn. Đấy thấy không ạ? Đó, khỏi đeo găng tay cũng được luôn. Còn cái mũ, cái nón là mình cột lên, nó có hai cọng dây xà tuột đúng không? Cột nó lại thôi các chị nha. Kéo rất là cao, kéo lên đến họ có hai con mắt thôi. Đó, rồi chị nó lấy comment giùm em nhé, to đùng. 65 ngàn, trời ơi, cái áo này thì có gì đâu mà lăn tăn các chị ơi, áo nó xịn lắm. Rồi, khách nào lấy comment nhanh giúp em nha mọi người nha. Rồi lên gì cho các chị đây, chưa nghĩ ra đây. Rồi lên đầm đúng không? Rồi lên đầm, lên đầm, lên đầm, đây. Cái đầm màu đỏ đây, khách nào lấy comment giùm em màu đỏ này. Rêu cho Lan Thanh, rồi ok, màu xanh rêu. Đó, chốt màu. Cái này chắc để bảng màu ở đây luôn đi. Để bảng màu đi, chúng ta rút cho bạn cái màu xanh rêu đi. Cái này bảng màu cột lại đi. Tại chị cái hàng này chị đang sale cho khách nên nó không có ấy thì để lấy bảng màu lại. Bộ vàng con canh size gì? Cái này của em là cái con canh này của em là có 3 size, cái bộ này của em là có 3 size. Con này là em đang mặc cái size bé nhất là size 1X. Cái này của em hiện tại của em còn 3 size đúng không em? Còn đủ đúng không? Vàng mấy cả kem đủ đúng không? Vàng là chị thấy nhiều nhất này. Đúng rồi, 3 size vậy. Rồi, các chị mình đang coi mẫu này của em là form mẫu thể thao nha các chị ha. Cái con tượng của em đang mặc cái size bé nhất là size 1X. Size 1X nó tương ứng cho các chị mình 5556kg. Còn size 2X là 60kg. Và đặc biệt em có size 3X cho mọi người luôn là size 65kg. Có nghĩa là 3 size tương ứng với là 3 số ký nha mọi người nha. Các chị mình size gì các chị mình mặc size đó giúp em. Đây, bao nhiêu ký thì mặc size đó thôi các chị nha. Tại vì form này mình mặc rộng quá nó cũng không đẹp. Mình mặc ôm quá nó cũng không đẹp. Đó, mình mặc đúng cái số ký, đúng cái kiểu size của mình thì nó vừa, nó đẹp hơn. Đây, các chị thấy này, con tượng này của em mà đang cao 1m8. Con tượng này của em cao 1m8 nha các chị ha. Đó, chứ còn nếu mà người bình thường mình mặc lên thì nó sẽ dài tới mắt cá chân. Mẫu này dành cho cả nam nữ đều mặc được hết. Mẫu là form dây kéo, chất trung poly đẹp. Rồi em cho các chị coi ở ngoài. Rồi có 99 ngàn một bộ thôi, nó quá đẹp đó mọi người. Em săn cho các chị cái hàng này là bao đẹp luôn, nó dày cui à. Trung poly nha. Đây, các chị thấy cái form đẹp chưa? Đó, mình thêm một cái túi bao tử nữa đang đeo là chuẩn form luôn. Đó, có chị nào mình chưa mua cái hàng này nhà em là chốt liền nha. Đó, em đang cầm cho các chị cái bộ này là size 3X là size 65kg. Đấy, đây, phù hợp cho các chị các anh đều là mang đẹp hết nha mọi người nha. Chất thun poly thì nó rất là mát, nó rất là thoáng, nó co giãn nhiều.
Rồi, khách nào lấy comment giùm em đây cái form này, nó đẹp chưa? Ôi, không chê được miếng nào hết rồi khách ơi. Lâu lâu mới có hàng sale mà bán chưa đầy 100 ngàn. Chưa đầy 100 ngàn. Chị em khác mà họ săn được mấy cái hàng này là họ đèo nhất nào. Đèo nhất nha các chị nha, phải bán 170, 180 một bộ. Đó, tại vì cái này là giá nó rất là cao nha mọi người nha, giá rất là cao. Thun là thun poly dày chứ không phải mấy cái loại mà hàng dởm đâu. Hàng dởm nó họ sẽ không lên dây kéo như vậy đâu nha mọi người nhá. Rồi khách nào lấy comment giùm em vàng cộng size giúp em. Đó, vàng phối mới đen. Đó là bộ con tượng nhà em đang mặc đó. Rồi chị em nào lấy thì chốt nhanh giúp em nhá. Size 1X, 2X và 3X. Đó, 99 nha. Rồi cả nhà mình ai lấy comment giùm em này. À, mấy hôm nay chị nào mình chưa có chốt được cái bộ này mà mình vào sau mình coi đúng lúc thì mình chốt nha mọi người nhá. Bộ này là mình mặc đi chơi, đi chơi cà phê rồi các thứ, nó rất là đẹp, đi du lịch mình mặc đó. Dễ thương lắm. Rồi cái form này của em là màu đỏ. Cái đầm này của em là màu đỏ. Size này của em là size dưới 60kg mặc vừa, lụa mango xịn 95.000 một set. Cái này của em đầm kèm quần nha mọi người nhá. Cái này chất mango. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ đây. Đó, có cái kèm cái quần. Nó có kèm cái quần cho mọi người ha. Size này của em là size dưới 60kg mặc vừa lên đỏ giúp em các con. Đằng sau là sẽ có bản thun cho mọi người. Nó sẽ có bản thun như này cho các chị ha. Khách nào lấy comment giùm em đỏ size 60kg này, rất là xinh luôn. Đó, có 95.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em đỏ 95.000 nha mọi người ha. Đỏ 95.000. Rồi cái đầm này của em, cái đầm beo. Đầm beo size này của em là size dưới 60kg cũng kèm quần luôn, 95.000. Khách nào lấy comment giùm em màu đen. Đen beo ha mọi người ha. Đen beo dễ thương chưa. Đó cái quần này. Size này của em là size dưới 60kg mặc vừa. Dây kéo phía sau. Bộ vàng 1X cho chị bầu trời bình yên. Dạ rồi. Có chị nào lấy thì bổ sung nha mọi người ha. À, bữa trước có nhiều chị em mình vẫn còn đơn lưu bên em á, thì cố gắng mình lựa thêm giúp em để đi hàng nhé mọi người. Ở đen này size 60kg. Đen này của em là size dưới 6, đen beo. Đen beo, trời ơi 95.000 một set mọi người. 95.000. Rồi lên màu đen beo giúp em nha khách nha. Đen beo, đen beo. Rồi cái màu này của em là màu caro. Size dưới 55kg mặc vừa. Mango xịn đẹp. Caro này của em là eo dưới 80. Rồi khách nào lấy comment giùm em caro nha mọi người nhá. Size 55kg kèm quần luôn đó các chị. Rồi khách nào lấy comment giùm em caro. Size này của em là size 55kg nên cái áo kia mẫu đó, em để mẫu của chị ở đâu rồi? Rồi tất cả các mẫu để đâu hết rồi? Chứ tự dưng em đừng nói này lại xếp vào được nha. Xếp vào bị tìm muốn khùng luôn á. Tao nói mấy cái hàng có mẫu sẵn là luôn để riêng ra. Caro cho chị thạch xanh này, đó 95.000 này. Mẫu là lúc nào? Mẫu là lúc nào mình cũng phải để riêng ra bên ngoài, ngày nào cũng nên là phải bỏ ra ngoài. Xếp rồi một hồi đi ra tìm. Rồi cái này của em màu bi giúp em nha. Bi. À. Rồi lên bi giúp em đi cả nhà mình ơi. Bi. Bi 57 58kg mặc vừa mango. Rồi lên bi giúp em nhá. Bi bữa hôm đứa nào cột cái đẻ đâu á chứ không phải cột vào bao rồi chị thấy mà. Đúng không Thảo? Đây nè. Áo này lấy ra được giúp chị cái. Đây nè, mất công nó ra nó moi từng cái mẫu một nữa. Đây này áo hai chị. Ừ. Bữa một đống ở đâu không biết nữa. Rồi thế nào lấy bi trước bi giùm em nha mọi người ơi, bi. Mẫu vứt hết ở đâu rồi. Rồi lên bi giúp em mọi người ơi, bi 95.000. Bi 95.000, bi 95.000. Lên bi giúp em nha cả nhà ha. Màu bi 95.000. Rồi cái này của em là màu đen. Đây đen này. Size 56kg. Rồi lên màu đen giúp em nhé, size 56kg mặc vừa. Rồi khách nào lấy cái này của em là đen chữ đó mọi người. Đen chữ size 56kg. Rồi lên màu đen giúp em nhé. Màu đen. 95 tiền. Đen 95 tiền. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen. Rồi con này của em là con màu vàng. Vàng 60kg. Rồi mẫu này hôm qua em mặc cái màu đen đẹp lắm cả nhà. Mẫu xinh lắm. Mẫu vàng này xinh lắm. Ủa vàng nhiều lắm mà. Cái kỳ vậy? Ừ cái này xong rồi sai gì? Cái gì mà thấy thả ít đồ không nói, đồ quá trời nhưng mà tìm không ra luôn. Rồi vàng này của em là size 60kg. Vàng nó chị thạch xanh này. Đây. Vàng 95.000. Rồi con này của em là con màu trắng. Cái nào lấy comment giùm em màu trắng. Đây, trắng vậy là các chị này, đẹp lắm. Size dưới 55-56kg mặc vừa. Lên trắng giúp em nha, 95.000. Rồi lên màu trắng giúp em đi mọi người ơi, màu trắng. Size này của em là size 55kg.
Rồi lên trắng giúp em nha cả nhà ha. Màu trắng chị Thạch Xanh. Cái này còn không ta? Một bộ mà. Màu trắng 95.000 chị Thạch Xanh. Màu một bộ mà. Rồi con này của em là màu beo. Beo này đẹp này. Dễ thương ha. Rồi lên beo giúp em. Đằng sau tất cả đều là chạy thun hết. Beo chị Thạch Xanh 95.000. Rồi cái này của em là mã 1. Con này quá đẹp luôn. Rồi lên mã 1 giúp em nha. Cái này là mango xịn á chị Thạch Xanh ơi. Mấy cái nô hàng này của em là mango xịn á. Hàng rồi mango loại 1 á, nó mịn á. Rồi mã 1 cho chị Thạch Xanh, mã 1. Rồi con này của em màu hồng. Hồng 60 kg. Rồi lên hồng giúp em nha, mã 1 hết năm nay rồi. Cái này hồng. Hồng size dưới 60 kg mặc vừa. Rồi lên hồng giúp em nhé. Đó, đằng sau tất cả đều là chạy thun hết này các chị này. Hồng hồng cam cam. Cái này hồng cam. Rồi lên hồng cam giúp em nhé. Hồng cam 95.000. Rồi cái con này của em là bộ màu xanh. Xanh này 60-63 kg này. To đùng luôn. Đó, xanh 95.000. To lắm, 65 kg luôn á. Xanh chị Thạch Xanh. Rồi cái này của em là bộ bông. Bông khách ơi, bông 60 kg. Bông 60 kg. Rồi lên bông giúp em nha cả nhà hả? Bông 60 kg. Rồi lên bông giúp em đi cả nhà nữa. Bông 95.000. Bông 95.000. Rồi lên bông giúp em nha cả nhà hả? Bông 95.000. Rồi con này của em là con màu trắng. Màu trắng size 56 kg. Con này giống cái màu vừa em có lên một màu bộ này. Rồi lên màu trắng giùm em nhé. Màu trắng này trắng chữ. 56 kg. Rồi lên màu trắng giúp em với cả nhà mình ơi. Màu trắng 95.000. Rồi lên màu trắng giúp em nha cả nhà ha, màu trắng. Con này của em màu vàng 60 kg. Con vàng size 60 kg vừa. Đẹp quá à. Rồi lên vàng giúp em nha cả nhà ha, màu vàng. Vàng 60 kg, vàng hoa nhí. Rồi lên vàng giúp em đi cả nhà mình ơi, vàng. Màu vàng 95.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu vàng. Rồi cái này của em là màu đen. Cái này là nguyên cái đầm, cái này là không có quần. Đó, nó chỉ là cái đầm thôi. Đầm đen này size 55 kg. Rồi lên đầm đen giúp em nhé, cổ bèo đẹp quá trời luôn, 95.000. Rồi lên đầm đen giúp em, mùa này chỉ mặc mấy cái này nó mát đó mọi người, mango mà. Rồi cái này của em là màu đỏ. Màu đỏ 58 kg mặc vừa. Đỏ 58 kg mặc vừa, lên đỏ giúp em. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ, chấm bài lên giúp em nha cả nhà ha. Chấm bài lên giúp em đi cả nhà ơi. Màu đỏ size 58 kg. Rồi khách nào lấy đỏ chất đỏ lên giùm em, đẹp xỉu luôn. Đỏ size 58 kg, 95 tiền. Rồi lên đỏ giúp em đi cả nhà. Màu đỏ size 58 kg. Trời ơi cái hoa vàng. Cái hoa vàng này size 60 kg vừa. Rồi lên nền vàng hoa xanh chứ. Nên hoa vàng giúp em ha. Đẹp quá à. Đó. Size 60 kg, mẫu này bao xinh. Rồi lên hoa vàng giúp em nhé. Hoa vàng kèm quần hết đó mọi người. Rồi lên hoa vàng giúp em đi cả nhà mình ơi. Hoa vàng 60 kg. Hoa vàng size dưới 60 kg. Rồi lên hoa vàng giúp em này khách ơi, hoa vàng. Hoa vàng 95 tiền. Móc này ra. Rồi cái này của em hoa vàng, áo thì từ chưa lên mà. Rồi cái này của em là màu đen. Rồi ôi, cái này là cái set màu đen. Đây, 57 kg. Cái này là cái set tay dài đẹp lắm nha, 95.000. Quần nâng cao. Rồi đen là chị Thạch Xanh. Đây, màu đen cho chị. Đen có một bộ à. Rồi cái này đen hết rồi, lên hoa ôi. Cái này kêu hoa nhí nha mọi người. Đây hoa nhí, cái này là set này. Ui đẹp, tuyệt vời đẹp luôn. Hoa nhí 60 kg, nâng cao. Hoa nhí nâng cao size dưới 60 kg mặc vừa. Rồi lên hoa nhí, cái set này bao đẹp. Em nói thiệt luôn, mua đi các chị ơi, cái set này em bao đẹp á, dễ thương đó. Đúng rồi, nhìn cái kiểu thấy cưng liền ha. Đó, rồi lên hoa nhí giúp em. Mango xịn nha, không có gì năn tăn về cái chất vải đâu nha mọi người nhá. Tại vì cái hàng này em bao cái vải xịn đét luôn. Nên hoa nhí các chị chỉ cần thích cái kiểu thôi. Còn cái vải nó quá tuyệt vời rồi. Rồi, nhìn cái mẫu mà thấy đẹp nữa các chị. Cái tay áo đẹp quá này. Rồi lên hoa nhí giúp em nhé. Màu này mặc lên trắng da, size 60 kg. Rồi lên hoa nhí giùm em. Hoa nhí cho chị bầu trời bình yên. Rồi, cái này của em là cái đầm caro. Dây kéo phía trước, đẹp quá à. Nên caro này của em 60 kg. Rồi caro giúp em đi cả nhà ơi. Cái này là đầm dây kéo. Caro size dưới 60 kg. Rồi lên caro giúp em đi. Caro size dưới 60 kg này. Đầm dây kéo nha các chị nha. Đây này, chứ không phải cài khuy ha.
Đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em caro này, đẹp chưa? Nó kéo từ dưới lên trên luôn. Đó, size 60 kg. Rồi lên caro giúp em nhé, 50-60 kg, ok vừa. Rồi lên caro giúp em ạ, 95 ngàn. Rồi cái đầm đen cổ sơ mi màu đen. Đây, ồ con đen này đẹp quá. Nó có dây nữa này. Đó. Đen này 65 kg luôn đó các chị ơi, to lắm, 60-65 kg này. Đầm suông, có kèm quần luôn. Rồi lên màu đen giúp em nha khách nha. Mình thích mặc suông cũng được, cọc dây cũng được. Rồi đen đang chốt cho chị thật xanh, bỏ liền vào này. Không bỏ cái bao rất dây, bà nội ơi. Rồi cái này của em màu trắng. Mấy cái đồ mà có quần như này bỏ liền vào cái bao, không xếp được gọn gàng phải bỏ vào cái bao cho khách. Hồi nộn hết quần của khách luôn. Cái này màu trắng, trắng 58 kg. Em chào chị Kiên Phạm, đen em hết rồi ạ. Rồi lên trắng giúp em này. Đó, màu trắng size 58 kg. Trắng là chị thạch xanh. Đây này, tôi sẽ bỏ vào bao cho chị thôi. Đó, chưa xếp gọn gàng được thì bỏ vào bao cho khách. Rồi cái này của em hoa giúp em nha. Đầm hoa 60 kg. Rồi ôi, cái đầm hoa nhí này, màu này đang năm nay đang hot nè mọi người ơi. Hoa nhí giúp em size 60 kg. Hoa nhí giúp em size 60 kg vừa. Lên hoa nhí nha mọi người nha, màu đẹp ha. Cái bảng màu đẹp quá trời luôn, cái form quá dễ thương. Rồi lên hoa nhí giúp em đi cả nhà mình ơi, 95 tiền. Size 60 kg mặc vừa. Lên hoa nhí nhá, eo này eo thun to lắm các chị. Cái này của em là form sơ mi mà mình cài khuy á. Rồi lên hoa nhí giúp em này, đó. Hoa nhí giúp em đi cả nhà mình ơi, thế nhỉ. Hoa nhí giúp em. Rồi cái này của em đầm mã 1 này. Ôi cái set này đẹp quá. Nhìn các chị này, đó, mã 1 ha, đẹp ha. Rồi lên mã 1 cho em, cái mẫu này là bao xinh á các chị ơi. Mã 1 này, trời ơi, cài khuy. Mã 158 kg khách ơi, đẹp quá à. Mã 158 kg. Rồi khách nào lấy comment dùm em mã 1 nhá. Mã 1 lên 5 hoa ha. Rồi kèm quần luôn. Rồi con này của em là màu hồng khách ơi, màu hồng. Màu hồng, cả nhà lấy comment dùm em hồng này. Đó, màu hồng. Size này của em là size cho các chị mình tầm khoảng 53 kg. Nan hoa lấy cái này được này. Cái đầm này 195 ngàn nha mọi người nhá. Này, mấy cái hàng này mắc lắm này, 195 ngàn nữa. Rồi lên màu hồng giúp em. Đó, kèm quần luôn. Size này của em cho các chị mình tầm 52 kg. Cái này size nhỏ nhỏ này, lên hồng ha. Rồi lên hồng giúp em mọi người ơi. Màu hồng khách ơi, 95 ngàn. Rồi cái này bông quá xinh. Bông này là quá đẹp luôn, thun chạy hai bên. Cái này của em là thun chạy hai bên hông này. Đó, rồi lên bông giúp em ha. Bông cái quần rồi. Bông 60 kg, 60-62 kg. Cái này to lắm. Đó. Rồi lên bông giúp em đi cả nhà mình ơi, to đùng luôn. Đây, cổ la sen dây kéo phía sau nha mọi người nhá. À, dây kéo xong dây kéo phía sau của mình nó làm thun hai bên. Đó đây này. Đó, nên eo các chị mình mặc rất là thoải mái ha. Rồi lên bông trắng giúp em nhé, đẹp quá. Rồi lên bông trắng giúp em cả nhà mình ơi. Đấy, 95 tiền. Lên bông trắng giúp em, cái đầm gì đây? Cái này cái set này, cái set vừa chị Thạch Xanh có một set này này, nhưng cái màu này màu khác này, set vàng này. Đẹp ha các chị. Đó, lên set vàng giúp em nhé, cưng xỉu luôn. Quần là quần nâng cao ha, set vàng chị Thạch Xanh. Rồi cái này của em làm màu đen. Đây màu đầm màu đen. Đó, to đùng luôn. Đen 60-62 kg, đầm sơ mi. Cái tay áo bo rất là đẹp ha mọi người. Rồi lên đen giúp em cái dây đâu rồi. Đây nó có cái dây nữa này. Đen nó chỉ sạch xanh 3 món thôi. Đây màu đen. Rồi cái này của em làm màu hồng. Lên vàng hoa hồng ha. Rồi lên hồng giúp em này. Màu hồng. Đấy các chị yên tâm, ở đằng sau nó chạy thun. Ở đằng trước nó cũng cái tay áo mình mặc lên nó bồng lên đẹp lắm. Rồi lên hồng giúp em nha, màu hồng. Size dưới 60 kg mặc vừa. Rồi khách nào lấy hồng chốt hồng giúp em này, màu hồng 95 tiền. Rồi khách nào lấy hồng chốt hồng giúp em nha. Rồi, con này của em là con đầm cam. Size này size 55 kg mặc vừa. Cam này của em là eo 80. Cam này của em là eo 80. Rồi khách nào lấy cam comment cam giúp em đi mọi người ơi, cam này eo 80. Size này của em là size dưới 55 kg. Cái này cột dây nha mọi người nhá. Cái này của em cột dây. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu cam eo 80. 95 ngàn. Rồi khách nào lấy comment dùm em cam. Cổ áo đẹp quá trời này form. Đó, mango xịn. Có kèm quần. Rồi lên màu cam giúp em là cái gì đây? Thì em bỏ đây chị mà. Rồi khách nào lấy cam trước cam lên dùm em nhá. Rồi cái này của em là comment dùm em mã chữ đi ha. Chữ 57 kg. Chữ 57 kg, cái này nguyên set luôn này. Chữ 57 kg, cái này là set nha mọi người.
mã chữ giúp em 57 kg. Chào chị Phan Hồng nha. Mã chữ này 57 kg. Rồi lên chữ giúp em này cả nhà mình ơi. Mã chữ, chữ 95 tiền. Chữ 95 ngàn. Rồi con này của em là ồ nguyên set đỏ luôn này. Ôi man gồ xịn. Cái này nó nạc đâu có một set này. Ôi to lắm luôn đó mọi người. Đỏ đây 65 kg luôn á. To lắm các chị ơi. Rồi ôi, coi cái set này. Rồi lên đỏ giúp em nhá. Nó lẫn một bộ này. Ôi man gồ xịn quá các chị. Tay dài luôn. Cái này phải 65 kg luôn này các chị này. Rồi lên màu đỏ giúp em nhá. Màu đỏ 95 tiền. Đó. Size này của em là size dưới 65 kg mặc vừa. Rồi lên set đỏ để giúp em. Ủa set này xịn quá nhỉ. Rồi lên đỏ giúp em đi cả nhà mình ơi. Đỏ. Màu đỏ, màu đỏ ha. Rồi cái này của em là set đen. Đen 57 kg. Chữ chị Kim An, cái đầm chữ. Rồi. Rồi khách nào lấy comment dùm em bông nhá. Bông đen giúp em ha. 58 kg bông đen. Cho chị Thạch Xanh. Đây. Đây 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 bông đen. Rồi cái này của em là màu đỏ. Đây. Màu đỏ caro. Trời ơi cái màu cưng. Cái màu quá đẹp luôn mọi người. Rồi đỏ đây của em. Trời ơi đỏ đẹp quá cả nhà ơi. Đỏ caro nhìn cái màu cưng ha. Ồ cái set này dễ thương ghê không. Rồi đỏ chị Thạch Xanh. Rồi cái này của em nữa là set beo mọi người ơi. Đây một con đầm beo to đùng luôn. Đấy beo. Đây dây đây. Dây đây quần đây. Rồi thế nào lấy beo ha. 60 kg. Beo cho chị Thạch Xanh. Đây. Đang này. Rồi cái này của em sẽ là comment hoa. Cổ vét hay gì đây ta. Đúng rồi. Cái này cổ vét hoa này. Rồi lên hoa giúp em đẹp quá. Cái này là cái set nha mọi người ha. Set dài. Hoa cho chị Thạch Xanh đây. Rồi cái này của em là màu màu trắng. Đấy. Trắng này của em là tay cánh tiên ha. Rồi xinh chưa. Rồi, trắng này của em là 58 kg mọi người ơi. Tay cánh tiên cưng quá này. Rồi lên trắng giúp em nha. Trắng này size dưới 58 kg mặc vừa. Đấy cổ tay cánh tiên này, rộng lắm. Rồi lên màu trắng giúp em. Trắng này size dưới 58 kg. Rồi khách nào lấy trắng comment giùm em. Ê có cái trắng chị Thạch Xanh luôn ạ. Rồi cái này của em là mã vàng. Cái này set ha, mã vàng này. Rồi vàng giúp em, vàng vàng vàng. Cái này là set quần lưng cao. Rồi lên set vàng giúp em chị Thạch Xanh lấy vàng. Rồi con này của em là màu màu hồng. Đây đầm hồng. Rồi lên hồng giúp em nhé. Hồng hồng 60 kg. Rồi lên hồng giúp em này cả nhà mình ơi. Màu hồng. Màu hồng, màu hồng. Rồi khách nào lấy hồng giúp hồng nữa giùm em nhé. Màu hồng. Con đầm đỏ size 60 kg. Hoa nhí đẹp xỉu luôn khách ơi. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ ha. Đỏ lại size dưới 60 kg mặc vừa. Đỏ lại size dưới 60 kg mặc vừa. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ. Đỏ lại size dưới 60 kg. Đó. Bo đằng sau. Và cái tay áo đều bo ha. Cái kiểu là em bao xinh cho các chị luôn. Mẫu đẹp lắm. Rồi lên đỏ giúp em cả nhà mình ơi. Màu đỏ. Đây cái này là set cái gì đấy. Hồng. Đây lên hồng giúp em này. Vàng Kim An. Vàng hết rồi. Vàng Thạch Xanh lấy rồi. Rồi khách nào lấy hồng. Cái này set hồng này. Set hồng 60 kg. Cái này set nâng cao. Đỏ chị Thúy Viên Nguyễn. Rồi đúng rồi. Hồng này của em là nâng cao mọi người ha. À nâng full. Rồi khách nào lấy hồng. Hồng chị Thạch Xanh. Rồi cái này của em là mã đen. Nền đen. Ủa con này đẹp quá. Rồi lên màu đen giúp em này. Đen chữ này. Đẹp ha mọi người. Hồng với chị Thạch Xanh. Rồi cái này của em màu đen nha mọi người nha. Màu đen. Đó đen đen khách ơi. Đen 57 kg. Đen chữ nha. Đây này. Đẹp quá trời. Cái tay áo đẹp lắm các chị ơi. Đó. Cái đầm của mình nó sẽ cột dây như vậy ha. Đen cho chị Giang Nguyễn. Rồi màu đen. Rồi cái này của em nên hoa giúp em mọi người. Hoa này. Ồ con này quá xinh. Hoa. Hoa dưới 57 kg mặc vội lên hoa giúp em. Cổ đẹp ghê không. Hoa 57 kg. Rồi khách nào lấy hoa chút hoa giùm em nhé. À, cái con đen của chị là size khoảng 57 kg á chị. Rồi lên hoa giúp em đi mọi người. Hoa kèm quần. Rồi lên hoa giúp em nhé khách nha. Màu hoa màu hoa. Đây em còn một cái set nữa này mọi người. Set vừa chị Thạch Xanh lấy còn một cái set màu này nữa này. Set chữ này. Đó. Rồi lên set giúp em nhé. Set này của em. Đây hoa chị Thúy Viên Nguyễn rồi. Rồi cái này của em set này mọi người ơi. Đen hả? Đen là gì? Đen hết rồi sao mà. Nên hoa chị Thúy Viên Nguyễn đi. Em đừng quan tâm đến cái máy. Trời ơi em có đọc được đâu mấy cái đó. Rồi lên set giúp em mọi người ơi. Để anh Tâm nó coi được rồi.
Rồi cái này của em xếp này, đó đằng sau là nó có thun. Đây, cái form của nó sẽ là cái áo form như vậy này các chị này. Dễ thương á mọi người. Đó, rồi comment set giúp em nhé. Set nâng cao đó. Đó, mango đẹp lắm. Rồi set này của em là size dưới 56 kg Dior này, đẹp này. Rồi lên set giúp em chị Giang Nguyễn. Rồi. Con này của em là màu hồng nha, hình như chị Giang Nguyễn có 5 mấy ký thôi người ta. Rồi con này của em màu hồng. Đấy, hồng quần đây. Rồi cái đầm hồng này khách nào lấy comment giùm em hồng nha mọi người nha. Rồi khách nào lấy hồng chút hồng giùm em khách ơi, màu hồng. Màu hồng giúp em. Đó, toàn đầm cầm còn gần hết rồi đó, các chị tranh thủ đi các chị. Xét đâu hết rồi Kim An ơi, lấy qua hồng này. Đó, hồng hồng. Rồi con vàng này. Ôi, cái này tay cánh rơi với người ta. Đúng rồi. Trời ơi, cái con này đẹp lắm mọi người ơi, đẹp cực kỳ đẹp luôn á. Đấy. Con vàng 60 62 kg to lắm nha. À 56 kg vừa, à dạ đúng rồi, 56 kg thì chị vừa. Rồi khách nào lấy comment giùm em vàng 60 62 kg. Cái này cái con này của em là tay cánh rơi. Đây. Con này là bao đẹp nha mọi người ha. Đó. Rồi lên vàng giúp em đi khách ơi, vàng này cái tay nó nhúng nhúng đẹp lắm, tay cánh rơi mà. Rồi khách nào lấy comment giùm em con vàng này ha, đằng sau cột dây 62 kg. Rồi lên vàng giúp em đi khách ơi, vàng chị Tú Ngô Minh Cẩm. Rồi, con này của em là con comment hoa giúp em nhé, hoa đầm 60 kg. Rồi khách nào lấy hoa chất hoa giùm em. Hoa này của em là size 60 kg vừa. Rồi lên hoa giúp em mọi người ơi. Đó. Trời ơi, cái đầm nó dày cui rồi mà còn thêm cái quần cho các chị nữa. Trời ơi, có 95 nghìn rồi. Rồi, gì đây? Rồi lên hoa. Hoa này của em là size 60 kg. Rồi lên hoa giúp em mọi người ơi, đẹp lắm. Cái này nó có cái phần bầu ở giữa này, nó nhúng nhúng tập ly đẹp nha mọi người. Hoa 60 kg. Rồi lên hoa giúp em đi, cả nhà gần hết rồi đó các chị. Gần hết rồi. Rồi cái này của em là một con đỏ hoa nhí. Đấy, đỏ 60 kg khách ơi. Ồ con này to lắm luôn nha, con này to. Rồi đó, lên đỏ giúp em này. Trời ơi, mango xịn. Cái này các chị mặc cái cổ lên, ăn tiền cái cổ này các chị. Tại vì hôm cái mẫu này bữa hôm em có mặc cái màu đen. Bữa em mặc đi chơi cái màu đen đẹp lắm, cái cổ làm đẹp lắm các chị. Rồi lên đỏ giúp em nhé, đỏ size 60 kg. Rồi lên đỏ giúp em đi mọi người ơi, đỏ này. Đó. Rồi khách lấy đỏ comment đỏ giúp em nha. Rồi đây em còn một cái set vừa chị nào hỏi ta. Đây cái set trời leo đẹp này. Rồi lên set giúp em. Set nha mọi người nha, set size 55 kg. Rồi khách nào lấy set comment set giùm em này. Đó, set dây kéo. Rồi lên set giúp em quần nâng cao. Đấy, 55 kg. À, em chốt chị Hồng Hoa lên cái set này. Chị Hồng Hoa. Rồi. Chị Hồng Hoa số 9. Rồi cái này của em là một con màu đen, đầm đen. Đó, đen đen. Em chào chị Hoàng Hôn nhá, đen 57 kg. Đen 57 kg. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen gần hết rồi cả nhà, còn hơn chục set nữa hết rồi. Rồi lên màu đen giúp em nhá, 95 tiền. Đen 95 tiền. Rồi khách lấy đen comment đen giúp em mọi người ơi, màu đen, có con màu trắng này đẹp quá này. Trắng chữ này, vừa thấy nhiều chị thích chữ lắm này. Rồi con màu trắng này khách nào lấy comment giùm em màu trắng. Đây màu trắng size 55 kg. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu trắng mọi người nha. Đó cái bên cổ đẹp chưa? Đây này, cái mẫu thì nó mỗi một cái mẫu nó đều có hình, con này 240 này. Cổ đẹp lắm. Rồi lên màu trắng giúp em nhé, mango xịn. Đó, 95 ngàn. Rồi lên màu trắng giùm em, trắng chị Thu Hà. Thu Hà màu trắng. Trời ơi con vàng này đẹp nè, cái ơi con vàng. Ô con vàng này dễ thương quá. Đây, con vàng này cho các chị nhỏ nhỏ nha. Con vàng này khách nào lấy comment giùm em đi mọi người ơi, con vàng này eo cũng 80. Đó, chị nào eo dưới 80 size 55 kg đổ về. Vàng chữ ha, vàng này đẹp lắm, dễ thương. Rồi lên vàng giúp em này khách ơi. Đó, có 95 ngàn thôi, cái này cổ tiểu thư này. Cái này của mình nó có. À cái khuy này khuy cài này, khuy mở đúng không ta? Hay là khuy giả nhỉ? Cái này là khuy khuy giả đúng không? Khuy giả không? Rồi lên vàng giúp em mọi người nha, tại vì nó có dây kéo đằng sau rồi. Các chị mình mua đồ, các chị mình mua mấy cái hàng mà nó giống như là nó có dây kéo đằng sau á, nó rất là dễ mặc. Còn dây kéo nhiều khi là bên hông á, khó mặc lắm nha các chị ha. Cái này dây kéo đằng sau này. Rồi lên vàng giúp em nhé, màu vàng. Rồi lên vàng giúp em nhé, ơi màu vàng. Con này con caro giúp em này. Caro 60 kg. Caro có chị nào thích cái hoa này không mọi người? Caro này của em là size 60 kg vừa. Rồi khách nào lấy comment giùm em caro nha mọi người nhá. Đó, caro 60 kg. Rồi khách nào lấy comment giùm em caro đi các chị ơi, caro 60 kg này, đẹp quá trời đẹp luôn.
Đó, rồi lên caro giúp em nhé, caro 95.000 các ơi. Rồi cái con này của em là màu hồng, hồng cổ sơ mi. Hồng này cái set phọc dài 57 kg. Rồi lên hồng giúp em, cái này set phọc dài nhé mọi người nhé, hồng 57 kg. Đó, rồi cổ sơ mi dễ thương ghê không? À, thun thì nó sẽ làm cho các chị từ đằng trước ra đằng sau luôn, 57 kg. Rồi lên hồng giúp em này, màu này đẹp nha, màu này ngọt dễ thương này các chị. Màu này mặc lên trắng da. Rồi lên hồng giúp em nhé, hồng 57 kg, 95.000, đẹp quá, cái áo cưng xỉu luôn. Rồi lên màu hồng giúp em nhé các ơi, màu hồng. Màu hồng cả nhà ơi, lên hồng giúp em nha, 95.000. Rồi con này của em con vàng chữ này. Ôi 60 kg. Con vàng chữ 60 kg. Thế nào lấy vàng comment vàng giúp em mọi người hơi vàng size 60 kg này. Rồi lên vàng giúp em nha mọi người nhé, vàng 60 kg. Em vui một cái chai cồn đi, bán cái gì 10.000 cho bán mẹ đi. Rồi khi nào lấy comment dùm em lấy một chai mẫu cũng được. Rồi khi nào lấy comment có mẫu ngoài không? Vàng này size 60 kg. Vàng này size dưới 60 kg mặc vừa. Rồi khi nào lấy vàng trước vàng cũng dùm em mọi người nhé, vàng 60 kg này. Đó, màu vàng. Màu vàng khách ơi, cái này của em là cái set này. Rồi em chưa mở ra mà em thấy nó biết là nó đẹp. Nhìn cái hình thôi, vàng chị Giang Nguyễn. Nhìn cái hình thôi mình thấy cưng không mọi người. Rồi cái này của em sẽ là set nha mọi người ơi. Đó, đấy nhìn thấy cưng rồi. Em nói rồi, mẫu này quá đẹp luôn. Ồ, các chị hôm đấy này em lấy mặc đó. Rồi lên set giúp em nè mọi người ơi, quần nâng cao. Nhìn cái hình là thấy đẹp liền rồi. 55 kg. Rồi khi nào lấy comment dùm em set nha mọi người nhá. Set size dưới 55 kg này, cưng quá cả nhà. Nè, đã có cái dây cột eo ở đây này các chị này, cái thắt lưng á. Đó. Rồi lên set giúp em nha cả nhà ha, cưng lắm. Trời ơi, 95.000 cái set này, cưng xỉu luôn. Rồi lên set giúp em nhá, set size 55 kg này. Các chị hôm đấy để cho chị luôn đi. Trời ơi. Nhiều cái mẫu mà em thấy nó đẹp quá xá mà các chị không lấy. Rồi cái này của em là màu đỏ ha mọi người. Đây cái set sơ mi màu đỏ này. Đó là size 60 kg này. Chị nào mình đang ít đơn thì cố gắng mình dồn đơn giúp em nha. Đỏ là size 60 kg. Đấy chị mặc cái set đó đẹp mà các chị không lấy. Đỏ là size 60 kg. Đỏ là size dưới 60 kg mặc vừa. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đỏ nha mọi người. Màu đỏ 60 kg. Màu đỏ size dưới 60 kg. Rồi lên đỏ giúp em đi cả nhà mình ơi. Màu đỏ nha, 95.000. Rồi con đầm vàng beo. Nên beo giúp em. Đây quần đây. Rồi khi nào lấy comment dùm em vàng beo. Vàng beo size 56 kg. Set cho chị Kim An, cái set giống của chị chắc. Thì lấy giờ có một cái set đấy thôi. Thì lấy cho chị Kim An đi. Còn hỏi set nào nữa trời. Rồi khi nào lấy comment dùm em vàng beo. Vàng beo nha mọi người ơi, nên vàng beo giúp em này đó, 95 tiền. Rồi chốt vàng beo khách ơi, vàng beo. Ô trắng hay đẹp này. Màu trắng ít nha, nãy giờ thấy màu trắng là không có luôn á. Chị bao nhiêu ký mặc vậy? Đầm bông hả? Cái này size 60 kg nha, Lê Ngọc nha. Cái đó eo 90 á. Sáng giờ bán nhiều lắm không vậy? Nói chút xíu lên lại nữa cho. Rồi cái nào lấy comment dùm em màu trắng bông nè, đẹp khách. Ồ, eo 80. Nào khoảng size 55 kg nha. Túi đỏ bao nhiêu tiền vậy em? Dạ cái bao tử này của em thì có 50k à, chị Thu Thủy ơi, có 50.000 thôi. Trắng á chị Thạch Xanh, trắng thì đẹp quá. Cái này cái túi bao tử này của em có 50 chị nhá. Chị lấy thì chốt nha chị ha. Rồi cái này của em là set vàng này mọi người ơi, cái này cái set này. Đấy, hết mẫu rồi đó. Rồi vàng tay cánh rơi. Dễ thương, dễ mặc. Vàng chữ này size 60 kg này, không phải vàng chữ mà cái này nó phối dây xích đẹp nha mọi người. Cái này vàng kem kem. Cái này màu này mặc lên nó không có kén da. Quần nó là form quần nâng cao. Đó các chị thấy form quần đẹp chưa? Nâng thun chạy sau. Rồi lên set vàng giúp em size 60 kg. Set vàng size 60 kg, set này mặc cưng đó các chị ơi, đẹp lắm. Đó. Rồi lên set vàng giúp em nha. Có màu khác không ạ? À? Dạ cái này của em có một màu. Còn lấy thôi. Có một mẫu này như gì à? Một hai cái à. Đã hết rồi. Rồi lên vàng giúp em nha mọi người nha, xếp vàng kem. Rồi lên hoa giúp em, hoa nhí size 60 kg. À chị hỏi là có mẫu khác không chứ không phải màu đúng không chị? Rồi cái nào lấy hoa chút hoa dùm em. Hoa này size dưới 60 kg, cái còn màu này nữa này. Giống nhau mà ta. Rồi hoa này size 60 kg. Hoa nhí nha mọi người nhá. Rồi lên hoa giúp em cái con màu hoa. Size dưới 60 kg mặc vừa 95 cành. Rồi lên hoa giúp em.
Rồi em còn màu mã 1 hết đầm này rồi đó mọi người ơi. Mã 1 bông đẹp chưa? Trời ơi xuất sắc. Mã 1 cái túi đó mang giúp chị đi. Cái túi giống này nè. Rồi khi nào lấy comment giùm em mã 1 nha. Mã 1 60kg. Mã 1 size dưới 60kg vừa. Mã 1 em chốt cho chị Như Tô. Trời ơi em nên hết rồi chị Như Tô. Mấy vô chị Như Tô đây, chị Như Tô nè. Rồi con này của em là con màu hồng. Con này của em con hồng size 60kg khách ơi, nên hồng đây cái quần đâu. Đây đưa quần giúp chị cái. Hồng hồng khách ơi. Đấy, 95 tiền thôi, mango xịn đét luôn mọi người ha. Nền vàng hoa hồng, hồng của chị Như Tô. Ở đây có màu vàng đấy chị ơi. Rồi cái này của em là màu vàng nha khách ơi, màu vàng 60kg. Màu vàng size dưới 60kg. Rồi lên vàng giúp em nha các chị ơi, màu vàng. Tất cả những cái hàng này nó đang rất là hot đó. Vàng của chị Như Tô. Rồi con này của em là con màu trắng. Con màu trắng. Rồi trắng này của em là size 56kg. Rồi quần đâu? Đây. Rồi lên màu trắng giúp em nha mọi người nha. Trắng. Tính ra màu trắng ít. Chị Như Tô lấy trắng đi. Vàng chị Như Tô, trắng chị Như Tô. Rồi con này của em là con vàng. Chị Thúy Hương Nguyễn hả? Có khách nào lấy Rồi khách nào lấy comment dùm em Caro. Vàng có còn không? Caro giúp em đi khách ơi, Caro. Đây, Caro đây dễ thương. Rồi lên Caro giúp em. Caro này của em size 57kg. Caro cho chị Như Tô. Đây. Con này của em là con màu hồng. Đấy, dễ thương ha mọi người ơi. Caro em hết. Rồi lên hồng giúp em. Rồi khách nào lấy comment màu hồng. Đầm hoa hồng phía sau eo khoảng bao nhiêu? À cái này eo 90 nha mọi người nhá. Hồng. Cái này cái đầm. Đó, rồi lên hồng giúp em khách ơi, màu hồng. Lát em lên màu cho, cái này của em là 89 màu cơ. Đầm dạ hội to đẹp đó mọi người. Rồi con này của em màu đen cổ sơ mi 60kg. À. Rồi lên màu đen, con này đẹp quá. Trời ơi màu này thì nó quá xuất sắc, cái quần đâu đưa giúp chị lại cái. Đen size dưới 60kg nha mọi người nhá. Rồi lên đen giúp em khách ơi, đen cổ sơ mi. Rồi lên đen giúp em nha mọi người ơi, màu đen. Rồi con này của màu đen là chị Tú Ngô Minh Cẩm. Đó mới vừa rồi ấy nhỉ. Đâu phải không? Ừ. Rồi con này của em là con hoa đỏ 58kg. Đấy cái này là nguyên một set luôn. Hoa đỏ 58kg. Rồi lên hoa đỏ giúp em đi mọi người ơi, hoa đỏ này. Hoa đỏ. Đó 95 tiền. Nên hoa đỏ giúp em. Cái con này của em là màu beo. Cái này của em là màu beo đâu rồi? Đây đẹp lắm các chị ơi. Đầm xịn đét luôn. Beo này 60kg nha mọi người nhá. Beo này size 60kg. Rồi khách nào lấy comment giùm em beo này mọi người ơi. Đẹp quá à. Rất là dễ thương ha. Rồi beo cho chị Như Tô. Rồi con này của em là đầm màu đỏ. Màu đỏ này của em là size 60kg. Trời ơi đẹp tinh dinh luôn khách ơi. Cái màu nó tươi tắm này. Đẹp lắm. Rồi lên màu đỏ giúp em nha. Cái mẫu này cái cổ đẹp nhất luôn này các chị này. Đỏ chị Như Tô luôn này. Rồi con này của em là màu con màu trắng chữ. Con này của em là con màu trắng. Trắng này của em là size 57kg mặc vừa. Rồi lên màu trắng giúp em đi cả nhà mình ơi. Đỏ chị. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhá. Có quần đùi không em? Quần đùi hả? Quần đùi là quần gì? Là quần bán riêng hay sao chị? Rồi lên màu trắng giúp em nha mọi người nha. Màu trắng. Trắng 57kg. Rồi lên màu trắng giúp em. chị Kiên Phạm nhiều ký ra. Con này con caro 60kg. Nãy giờ là 60kg nhiều đó chứ chị. Nãy giờ em thấy 60kg nhiều nha. 50kg ít á. Chứ cái con này em không nghĩ là nó nhỏ đâu. Con này to chứ. Caro 60kg này khách ơi. Tất cả đều kèm quần. Trời ơi hè bây giờ mặc mấy cái set này thôi. Quá tuyệt vời mọi người ha. Đỏ chị Kim An đỏ đâu còn nữa đâu. Đỏ hết rồi. Con này con caro này. Rồi lên caro giúp em đi mọi người ơi. Caro giúp em nhé. Đây con này con beo. Con beo này khách ơi. Beo 58kg này. Đó. Con màu vàng beo này. Size 58kg. Con nào nó nói chung nó cũng kèm quần hết. Có quần nẻ không chị có nha. Ờ lên beo giúp em đi khách ơi. Beo. Beo 95 tiền. Rồi khách nào lấy comment dùm em beo nha mọi người nhé. Beo 95.000 thôi. Rồi con này của màu đen. Đen chữ này. Set 60kg này. Ôi to lắm mọi người ơi. Đen này của em là size 60kg. Rồi khách nào lấy đen chốt đen giùm em nhé. Cái này là cái set áo dài luôn á. To đùng. Rồi đen chữ 60kg. Nên đen giúp em này. Đen 95 tiền. Rồi khách nào lấy đen chốt đen giùm em nha mọi người nhé. Màu đen. Ôi cái này đẹp chưa. Mã 1. Chữ chị Thúy Vi Nguyễn đen chữ. Rồi đúng rồi.
em không bỏ bao cho em nó đỡ phải ấy. Rồi cái này của em là đầm mã 1 giúp em nhé. Mã 1 khách ơi. Đó, mã 1 cái này đầm dài này. Rồi lên mã 1 giúp em có kèm dây. Mã 1 58 kg. Mã 1 58 kg vừa. Rồi lên mã 1 giúp em đi cả nhà mình ơi, 95 tiền. Con này con hồng 60 kg này. Hồng 60 kg này. Trời ơi, toàn màu hoa đẹp không các chị ơi. Những cái hàng mango xịn đó, đa phần là cái hoa làm họa tiết đẹp đó. Bông đẹp không à. Rồi lên hồng giúp em này các chị, nhìn cái bảng màu mê luôn á. Rồi lên hồng giúp em nha các chị nha, màu hồng. Đó, nói chung là mấy cái form này các chị mình chỉ cần thích là mình thích cái hàng, cái mẫu kiểu sao rồi. Chứ còn mango là em bảo đảm cho các chị nó là loại 1 nha. Đó, đẹp lắm. Chứ còn mango mấy cái loại 2, loại 3 em không lấy đâu. Hàng nó giỏng lắm, em không nhập cho các chị đâu. Rồi hồng với chị Thúy Viên Nguyễn. Rồi con này của em con vàng. Ưu tiên bữa nay em nhập hàng cho các chị là ưu tiên cái chất liệu vải. Đó, rồi lên vàng giúp em nha. Trời ơi, siêu xịn mịn đẹp. Lên vàng giúp em khách ơi, màu vàng. Con này to nhá, vàng caro này, dễ thương. Rồi lên vàng giúp em mọi người ơi, màu vàng. Màu vàng cho chị thạch xanh. Đây, màu vàng đây. Rồi con này của em là màu hồng. Rồi con hồng này khách nào lấy comment thì em màu hồng. Thảo em mình cho chị cùng một tí ra thì uống nước nhé. Hồng, muốn lên lại lấy con đấy thôi. Rồi hồng, 57, 58, 60kg thôi. Rồi lên con hồng giúp em nhá, xong này chị ngồi lại cho. Rồi lên màu hồng giúp em. Rồi lên hồng giúp em 58 kg, còn mấy mẫu thôi các chị nhá. Đó, lên hồng giúp em đi cả nhà ơi. Màu hồng lên tiếp đi. Xếp vàng nha mấy chị. Xếp vàng tay dài nha. Không hoa vàng 60 kg, size 60 kg giùm em nha. Chị nào chốt vàng thì comment giùm em. Comment vàng giùm em nha. Xếp vàng 60 kg giùm em, chị nào chốt thì comment vàng nha. 60 kg giùm em. Hoa đỏ nha. Cô Lâm đang còn mệt mài. Hoa đỏ, comment hoa đỏ. Comment hoa đỏ mà em size dưới 60 kg giùm em nha. Chị nào gọn thì size 62 kg mà cũng được nha. Gần mùa mưa chú Lâm giờ mới bắt đầu phun sương. Comment giùm em xếp đỏ. Hoa cam comment giùm em là hoa cam nha. Không. Hoa cam nha. Còn bên em là hoa cam gì nha. Size 60 kg. Còn bên em hoa cam. Cái vàng vàng nhí nhí á. Ừ. Rồi đúng rồi. Set hoa vàng nha. Đầm kèm quần nha mấy chị. Giả cam cho chị Thúy Vy nha. Cam. Cam chị cầm á chị. Set hoa vàng nha. Còn bên em là set hoa vàng nha. Đầm kèm quần mấy chị, size dưới 62 kg giùm em nha. Vải mango xịn nha. Còn bên em là xếp vàng, hoa vàng. Dạ, hoa vàng cho chị Thúy Vy. Em có còn tay ngắn nè, chị ơi, đẹp nè. Đây, tay ngắn nha. Chị, cho chị xem. À, túi hả chị, túi canh mặt nè. Dạ, đợi chút xíu nha chị ơi. Đây, xếp nha, xếp tay ngắn. Comment giùm em là set mã 1 đi. Mã 1, set mã 1. Size dưới 62 kg. 60-62 kg ok nha mấy chị. Mấy chị nào gọn người á, cao á thì 62 kg vừa nha. Comment giùm em mã kem nha. Set mã kem nè. Đây. Set mã kem này size nhỏ. Size 57 kg nha. 57-58 kg ok nha. Comment giùm em là set kem nha. Đây quần luôn khung phía sau, ở trước là bảng nha. Comment giùm em kem nha. 55-57 kg ok. Set đỏ. Set váy đỏ. Comment giùm em set đỏ nha. Chị về xanh còn đó không? Chị về xanh sợ nhất thương hiệu này. Trắng dao. Comment giùm em set đỏ nha mấy chị. Size dưới 60 kg nha. Em có cái set hoa hồng dễ thương nè. Chị Thạch Xanh còn đó không? Thương hiệu của chị Thạch Xanh lên chào em này chị Thạch Xanh ơi. Chị Thạch Xanh còn đó không? Giao hàng nhanh này. Chào mời quá trời luôn. Xét hồng à. Comment giùm em xét hồng nha. Tay phồng nha. Tay phồng. Tay ngắn phồng. Cổ sơ mi nè. Comment là xét hồng nha. Size dưới 60 kg nha các chị. Xét hồng. Comment xét hồng giùm em nha. Cái đó đây. Dạ hồng cho em chút chị Thúy Vy nha chị. Em có set chữ đen. Đẹp quá. Set chữ đen nha mấy chị.
Còn mấy anh nghĩ là set đen nha, chữ đen đây, size to nha, size dưới 60kg giùm em nha. Set váy kèm quần. Nữa hết đi nữa, sao tôi vô hết đi lên vậy ta. Dạ hết hồng mà chị Phan Hồng á, em còn set chữ á. Mình chốt set chữ nha. Đây set chữ em cho mấy chị xem lại nha, set chữ nha. Còn mấy anh nghĩ là set chữ nha, size dưới 60kg giùm em nha. Set váy kèm quần. Em có con chữ trắng. Chị nào thích chữ trắng mà chữ trắng chữ đen, comment là chữ trắng chữ đen, chị nào thích màu nào comment màu đó cho em nha. Đây con chữ trắng mà comment là chữ trắng nha, size dưới 60kg, có cái quần bên trong cho mấy chị nha, vải măng gồ nha, có dây thắt luôn, có dây thắt eo luôn, mấy chị đều chỉnh eo mình á, mấy chị nhỏ mặc cũng được nha, siết eo lại thắt eo lại nha. Đây em có một con hoa nha, sát nách vai sát kiểu sát nách cánh tiên, vai cánh tiên sát nách 95.000 một set giùm em nha. Đây váy kèm quần, dạ 95.000 một bộ á chị Tuyết Nga ơi. Set váy kèm quần á chị Tuyết Nga Phạm ơi, váy kèm quần size dưới 60kg, nói chung là mấy chị tầm 57kg được, 57-60kg là mặc được nha, 55-57kg. Đây em có một con cam nha, comment giùm là cam nha. Cái thun của nó là nó phía sau nè, cho mấy chị mặc coi giãn thoải mái nha. Comment giùm là set cam, size dưới 60kg giùm em nha. Em có một con set, đây set, đây set dây kéo nha, đẹp đẹp nha mấy chị. Đây cái set dây kéo nè, dạ màu cam chú chị Thúy Vi nha. Đây dây kéo phía trước có cái bản thắt lưng, có cái bản thắt lưng cho chị mấy chị mặc nha. Đây cái bộ này dễ thương nè, tay phối set, set phối nha. Comment giùm em là set chữ nha, set chữ dây kéo nè, size to size dưới 62kg giùm em nha, phía sau có bản thun. Hoa trắng comment giùm em là set trắng nha, set trắng, set trắng, xếp trắng dưới 60kg giùm em nha. Xếp váy, váy kèm quần nha. Comment như là trắng nha. Thôi. Comment như là xếp mã 1 nha mấy chị. Đây xếp mã 1 nha, xếp caro mã 1 nè, size to nha. Size dưới 62kg em mặc cũng vừa luôn, em 65kg mặc bộ này vừa luôn á. Đây, comment giùm em. Dạ dây kéo cho chị Kim An nha. Dây kéo là cái này nè. Em có set mà, em có set caro đen nè mấy chị, comment nè caro nha. Size dưới 62kg nè em nha. Ủa mã 1 là cái này hả ta? Cái gì? Mã 1 là cái này đúng không chị như tôi? Chị ơi, em mã 1 nãy này đúng không chị? Nãy nó mã em quên rồi. Dạ comment nè em là mã 1 caro cũng được nha. Chị ok giùm em nha chị, đúng chị ok giùm em nha. Dạ dạ đúng rồi. Em có cái con hoa vàng, nền đen hoa vàng dễ thương nha. Wow, cái con này đẹp nha. Nền đen hoa vàng, comment nguyện là hoa vàng. Bị lây quỳnh chứ. Comment giùm em là hoa vàng nha, nền đen hoa vàng nha mấy chị, size dưới 60kg giùm em nha. Dạ anh chúc cho chị Như Tô. Đừng mọi người bình tĩnh. Đây đen chữ nha, 57 size dưới 60kg giùm em, 57kg là đẹp nhất nha. Comment giùm em là set chữ đi, set chữ mã 2 nha, có dây thắt nè, set vest, set váy kèm quần. Comment giùm em là set mã 2. Em có con hoa cam dễ thương, hoa cam tay dài, set váy nha, váy kèm quần luôn nha mấy chị. Hoa cam nè, nó có cái hàng nút cho mình nha. Tay nó có cái, nó có cái tay bò dưới đây nè, đẹp nha. Comment là hoa cam nha, hoa cam size dưới 60kg giùm em nha, 62kg cũng ok luôn mấy chị. Comment mã 3 nha, nền đen chữ vàng nha, nền đen chữ vàng mã 3. Comment giùm em là mã 3 nha. Cái set tay phòng nè, tay phòng ngắn. Đây,
tay ngắn. Comment giùm em là mã 3 nha. Có dây thắt eo cho mấy chị nha. Eo nhỏ hay to gì mà cũng được, size dưới 62kg giùm em nha. Mã 3. Mã 4. Mấy chị comment mã 4 nha. Thích mã 4 comment giùm em mã 4 nha. Đây set váy kèm quần. Váy kèm quần. Có bảng thun phía sau nha. Váy kèm quần. Mình bên comment luôn. Váy kèm quần nha, comment giùm em mã 4 nha. Mã 4 mấy chị ơi. Đây, size dưới 62kg giùm em, 60-62kg nói chung là sao? Size to á. Comment giùm em là mã 5 nha. Đây mã 5. Dạ 95.000 bộ á chị Tường Thi, đẹp lắm chị, vải măng gồ nha, vải lụa măng gồ mát lắm á. Vải xịn á. Size to, size từ dưới 60-62kg qua đầu nha em nha. Nói chung là từ 55kg trở lên là chị mặc được á. Comment giùm em là mã 5 nha. Comment mã 5. Màu đen, màu chữ màu trắng nha mấy chị. Đây cái này form sát nách cánh tiên, tay cánh tiên sát nách nha mấy chị. Mát nha. Nói chung bộ nào nó cũng có dây thắt hết trơn á chị, nào eo nhỏ hay to mà cũng được hết. Mình cứ thắt cái cọng dây lại phía sau lưng là mặc ok hết. Đây. Cái này thì size dưới size tầm 57kg giùm em nha. Comment giùm em là mã vàng đi. Em có set hồng nha. Đây. Cái này size 52kg giùm em nha. Chị nào gọn giữ lắm luôn 55kg. Ok. Đây. Nó đắp chéo hai bên nha chị. Trước ngực có đắp chéo không phải á. Comment giùm em là hồng nha. Hồng. Size này size nhỏ cho mấy chị, size nhỏ nè. Có chị nào kiếm bộ nhỏ thì có bộ này chốt nha. Set tiếp. Comment giùm em là set đen đi, set đen nha. Nền đen hoa vàng nha. Set đen, comment set đen giùm em nha. Set này thì size tầm 57 tới 60 kg mấy chị mặc ok nha. Set váy quần bên trong á. Comment giùm em là set đen nha. Tay ngắn. Có bảng lưng thun. Lên áo đi. Rồi cả nhà mình ơi, em nên cái đầm phía sau nha. Đầm lá đây. Cái đầm đem chị Như Tô là cái gì đó. Em mới thấy xuống rồi. Rồi, chốt chị Như Tô. Đây cái đầm phía sau của em đây nên bảng màu cho các chị nè. Đây. Cái này của em là eo gì ta? Nó có 8 đến 9 màu. Eo 90. Đầm này đầm là chất mango cao cấp nha mọi người nha. Đó, eo là eo 90. Ở đây thì mình sẽ có cái dây cột như vậy này các chị, đo trên vải là eo 90. Đầm dài tha thước, cái này là phong maxi dạ hội dài nha mọi người nhá. Đẹp lắm, trời ơi. Cái này các chị mình không mua là tiếc lắm. Tại vì cái này là hàng bên xưởng họ may dư á, họ sale á. Chứ cái này là cái giá của người ta là may ra một cái mẫu như này là 160 mấy ngàn rồi. Giá may đấy nha các chị nhá. Chứ còn các chị mua ra giá lẻ là 200 mấy một cái. Rồi bây giờ em sẽ lên bảng màu cho các chị ha. Rồi, cái này của em, sáng chị kêu mã này là cái gì đây. Rồi, cái này của em là mình sẽ comment màu tím giúp em 99 ngàn một đầm nha khách nha. Cái này em kêu là màu tím này nên bảng màu giúp chị này. Rồi, cái này của em là màu tím. Rồi, cái này của em là kêu là màu mã 1 nha mọi người nha. Mã 1 là hoa vàng nhí nha. Đó. Rồi, lên mã 1 giúp em 99 ngàn một đầm. Sáng chị nào mình chưa mua được hàng này bên em thì chiều các chị mình mua nhá. Với nhiều chị hỏi này. Rồi, cái này lên mã 1 nha. Đó, em lên từng màu lên cận cho các chị luôn này. Rồi, cái này của em là màu mã 2. Cái này của em là màu mã 2 này khách này. Đó, màu đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi, khách nào lấy comment dùm em mã 2. Eo là 90, nó có chung là nó rất là to đấy. Nhưng mà các chị mình eo 80 mình mặc được tại vì nó có cái dây thắt phía sau. Rồi, khách nào lấy comment dùm em màu là em kêu là màu mã 2 nha mọi người nha. Rồi, màu mã 2. Rồi, cái này của em là kêu là màu đỏ đúng không ta? Đây. Rồi, cái này của em là màu đỏ này khách này. Đẹp quá trời đẹp luôn. Ồ, có 99.000 cái đầm mango to. To đẹp sang chảnh này. Rồi cái này của em là màu đỏ ha. Màu đỏ. Rồi cái màu này của em là màu mã 3. Đây, cái này là màu mã 3 này.
đó em zoom gần cho các chị coi ha. Đó mình thích màu nào thì mình lấy màu đó nha. Rồi cái này của em là màu mã 3. Rồi cái này của em là comment là hoa nhí giúp em nha mọi người nha. Hoa nhí chấm chấm bài lên giúp em cả nhà mình ơi. Cái này của em là hoa nhí nha mọi người nha. Hoa nhí đỏ này. Đó. Rất sắc đẹp luôn, có 99.000 thôi. Cái này của em hoa nhí. Còn cái này của em là kêu là màu à. Màu gì đây? Màu hồng. Rồi cái này của em là hồng nha mọi người nha. Ôi đẹp xuất sắc luôn khách ơi. Đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu hồng. Màu hồng, màu hồng cả nhà mình ơi. Cái này là màu vàng. Quá trời màu luôn. Cái này của em kêu là màu vàng nha khách nha. Cái này của em là màu vàng. Rồi, và màu cuối cùng. Màu cuối cùng là màu mã 4. Đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu mã 4 nha. Đẹp xỉu luôn khách ơi. Cưng quá à. Có 99.000 cái đầm á mọi người. Chả đi hoa dừa nha. Có 99.000 cái đầm thôi. Rồi khách nào lấy comment nhanh giúp em nha. Rồi cái này của em là cái đầm vải đũi màu hồng. Màu hồng ruốc. Đầm 89.000. May xả thôi thì các chị 75.000. Size này của em là eo 82. Eo 57, size 57kg nha mọi người nha. Lên hồng giúp em này, cái đầm 89.000. Cái này của em là vải đũi. Còn mấy cái em xả cho các chị 75.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu hồng nha khách nha. Màu hồng 75.000, đẹp quá. Rất là dễ thương luôn. Đó. Màu hồng thuốc. Size này của em là size 57 thì eo 82 các chị, eo 82 còn mấy cái xả luôn 75.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em hồng 75.000 khách nha. Hồng 75.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu hồng nha, hồng 75.000. Rồi cái áo này của em có chị nào mình mua thêm, có chị nào mình đã nhận hàng rồi mua thêm không cả nhà mình ơi. Đó, size này của em là size 60kg màu đỏ. Cái áo này của em là hàng xuất khẩu nha, phô đá này rất là đẹp luôn. Rồi lên màu đỏ giúp em nhé, xả cho các chị mình trên cho các chị mình có 20.000 một áo thôi. Trên cho cả nhà mình có 20.000 một áo thôi. Rồi khi nào lấy comment giùm em màu đỏ nha, size 60kg. Rồi em sẽ có các bảng màu cho các chị này. Rồi màu đỏ, cái này của em là màu xanh. Cái này của em là màu xanh ngọc nha mọi người nha, xanh ngọc nha. Cao 60kg, thấp 57kg, màu xanh ngọc này. Lên màu giúp chị cái. Rồi cái này của em là màu sáng đậm 60kg. Rồi lên màu xám đậm giúp em mọi người ơi. Cái này của em là màu xám đậm. À, cái form này của em là màu đen. Áo này mùa hè mặc nó rất là mát rồi các chị ơi. Cái này của em là màu đen ha. Rồi cái này của em là màu xanh coban. Cái này của em là màu xanh coban. Cái này của em là màu xám nhạt. Trời 20.000 một áo. Ôi, cái hàng xuất khẩu mặc mát rượi luôn. Màu xám nhạt. Cái này của em là màu cam nhé. Hồng cam. Đó. Cái này của em hồng cam. Rồi khách nào lấy comment giùm em nha. Trời ơi, tính ra nãy giờ là cái mẫu này của em là 8 đến 9 màu. Quá trời màu luôn này. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em 20.000 một áo. 20. Rồi chị em nào lấy comment giùm em nhé. 20.000 nhé khách nha. Áo đẹp quá trời luôn. Rồi chị nào lấy thì comment nhanh giúp em đi cả nhà mình ơi. Rồi cái đầm này của em là cái đầm màu xanh coban. Size này của em là size dưới 60kg đồ vest này của mình còn cây này đúng không? Đúng rồi. Rút ra giúp chị cây. Bỏ ra. Màu xám nhạt đó chị Võ Vân. Xám nhạt là cái này. Rồi đây. Màu lấy có ngoài không nè. Lấy luôn đi. Đỡ phải ấy. Đây đúng rồi, đúng cái màu đó đó. Rồi xanh coban. Cái này của em là còn màu có màu đen. À đâu, có màu xanh màu hồng thôi. 89.000 nha mọi người. 89.000 cái đầm u mì. Kết cườm rất là đẹp luôn, 89.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xanh coban màu hồng ruốc. Đó, kết cườm đẹp quá trời luôn này khách này. Rồi cả nhà mình ai lấy comment giùm em màu xanh coban màu hồng ruốc 89.000, cái này đầm u mì nha khách nha. Kết cườm hai bên nha. Có màu đen. Đó, cưng xỉu luôn. Rồi 89.000 nè mọi người ơi. Lên giúp em màu xanh coban. Coban là chị Xuyên Nê 89.000. Có chị nào lấy comment giùm em màu xanh coban và màu hồng. Cái này của em là L92 đó, to lắm. To lắm các chị. Cái gì vậy? Chị lấy bảo cô lấy kiện lấy xuống cái này qua rồi. Đúng rồi. Cái mẫu đó. Rồi cái đầm bi này của em là size dưới 65kg dài qua gối, tất cả đều dài qua gối hết. Cái màu đen. Đầm của bên em là ít khi nào mà em lấy cho các chị mà đầm đó trên rồi. Gối nha mọi người nhá. Trừ khi nào đầm tin tin thôi, chứ còn đa phần là tất cả đều là dài qua gối hết. Dài ngắn hay dài nhiều đen thôi. Có cái dài nhiều hay dài ít thôi. Rồi cái nào lấy bi thước bi dùm em nha. Cái nào cũng dài qua gối chừng 20 phân. Chứ không có cái nào là ngắn hết mọi người nha. Em bao hàng cho các chị luôn. Rồi bi này em đang xả kho có 50.000 size 65kg này. Chị nào lấy bi thước bi dùm em eo này lên đến 100. Bi này eo lên đến 100 nha mọi người nha. Mặt cũng vô tư ha.
Rồi lên bi giúp em này, cái hàng phun co giãn 50 ngàn. Rồi lên bi giúp em đi, cả nhà mình bi 50. Nên lấy bộ vest em. Rồi cái này rồi, có là màu xanh đen. Xanh đen này của em size 65kg, eo 93. Rồi lên xanh đen giúp em mọi người, xanh đen nhá, 89 ngàn. Bi 5 cái chị Mười Dư, có 3 cái là chị Mười Dư rồi. Rồi cái này của em xanh đen 3 cái, chị Thạch Xanh 89 ngàn. Bó lên rồi. Dạ thưa bà, tôi đang làm cái hàng này mà bà kêu cái tôi lấy hàng khác, tôi khổ ghê. Mang cục đón đây, em lấy nhầm mẫu rồi đấy. Chị Thạch Xanh lấy mẫu này rồi, cái đó nhầm mẫu rồi. Em đang nhầm mẫu rồi đó. Mang hết cả cục xuống đây. Cảm thấy mình không tìm được thì để đây cho người khác tìm. Đây 3 cái đây nè. Đây, chị nào lấy 3 cái về chị Thạch Xanh. Đây 3 cái xanh đen. Đó rồi, đủ rồi đó. Áo cô ban. Rồi em còn dư một cái. Áo cô ban à, 20. Rồi chị lấy cái áo chứ không phải cái đầm đúng không? Rồi đây, rồi rồi rồi, lấy đi, lấy đi. Rồi xanh đen em còn một cái nữa, chị Thạch Xanh không lấy hết luôn chị ơi. À, nhấn vào cái màn hình giúp chị đi. Đổi bên. Túi mẫu đeo có không em? Có. Dạ có chứ chị. Em đeo là có bán đó chị, 50 ngàn chị. Rồi cái này của em xanh đen em còn một cái nữa nha, chị Thạch Xanh lấy hết luôn đi. Đẹp quá trừng luôn, to đùng luôn. Bán có 89 tiền là khách ơi. Ok, rồi lấy chị Thạch Xanh luôn này. Rồi, cái này của em bông mấy cái. Đây, 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 đây. Nó đắt chậm, còn vứt sang đây nữa làm sao người ta biết được. Rồi, bông này size 65 cái chỗ ở trong này chật lắm rồi. Đừng có nhét vô bên đây nữa, không kịp đâu. Ấy, vứt ra ngoài để soạn sau. Bông này size 65kg, 89 ngàn. Rồi thế nào lấy bông chứ bông giùm em nhá. Bông 3 cái, bông 3 cái. Rồi thế nào lấy bông comment bông giúp em đi, cả nhà mình ơi, size dưới 65kg mặc vừa. Rồi lên bông giúp em nha mọi người nhá. Bông này, bông 89 ngàn. Để em không còn màu gì nữa. Bông 89 ngàn. Đây đen đây. Đây đây đen đây. Đen một cái. Đen size dưới 65kg. Đây đen này, còn màu đen này mọi người. Đen này dưới 65kg. Rồi khách nào lấy comment rồi em màu đen mỗi lần kết cường thì còn kiểu gì ta. Đen này size dưới 65kg. Rồi khách nào lấy đen comment đen giúp em, đen chị Thạch Xanh. Có hết rồi, có 89 ngàn. Cô Ban nè, đây có một cô Ban nữa này, chị mấy giờ chưa lên nè. Cô Ban này 4 cái nha. Ba đầm chị ở ngoài sọ. Đầm mango dạ hồ eo 90 chị Mười Dư ơi. Đó, vừa em lên bảng màu chị Mười Dư giờ mới vô. Sáng khách lấy quá trời luôn. Đầm đó hàng nghiêm mà bữa nay xưởng á, xưởng họ may dư họ sale á, cô ban 4 cái chị Thạch Xanh. 4 cái. Rồi là hết cái cùm luôn hả? Cùm hết rồi hả? Cùm hết rồi. À, hết cùm không còn. Còn cái mã ren thôi. À ren hả? Ren bông đó chứ một chị. À còn ren hả? Cái đầm mà đằng sau á chị bán chốt à vậy á chị. Đây 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 đây, cái đầm này của em eo 90. Đây, cái đầm này của em là vải mango. Túi có đen lấy chị hai cái không? Túi đâu có đen hả? Hết rồi chị ơi, túi này em hết rồi, với khách lấy hết sạch rồi. Để bữa sau coi em có nô nào về thì em báo các chị. Rồi đây, cái này của em là chất mango. Đầm rất là dài, eo 90. Nha các chị ha, eo 90. Đó, xỉ may không là 160 mấy ngàn đó các chị. Đó, cái này họ may dư xong bắt đầu họ sale cho em á. Nên lấy được cho các chị. Bán ra bao nhiêu có 99 ngàn. Trời ơi, nó đẹp. Eo này eo 90 nha các chị nha. Đó, nó có 9 màu cơ. Chị Mười Dư lấy thì chốt thì chị ơi, nó dài đẹp lắm. Rồi sáng các chị lấy quá trời luôn á. Rồi cái này của em là mã 1 này, lấy màu giúp chị đi. Cái này của em là màu mã 1 này. Đó, mã 1 này của em là hoa nhí vàng nha. Rồi cái này của em là kêu là mã 1. Rồi cái này của em là màu tím, em kêu là tím nha. Hoa đẹp chưa? Cái này mình có thể thắt eo được này. Đó, mango xịn loại 1 luôn á. Rồi cái này của em là bông màu tím, mã 1 3 cái rồi. Ok đó, ok. Rồi là inbi. Đây đây có mã 1. Tâm nó biết mà. Đấy. Rồi cái này của em là mã 2. Mã 2, mã 2. Đây cứ để mẫu ở đây thôi. Rồi, 3 cái chị Mười Dư mã 1. Rồi cái này của em là mã 2. Màu tím chị Mười Dư hôm lấy luôn. To đùng luôn á. Trời ơi, eo lên đến 90 là biết rồi. Đây cái này màu tím này. Rồi, tím 5 cái. Đây đây đây, tím này 5 cái chị Mười Dư. Tím 5 cái nha, coi còn đủ không? Đủ không em? Đến về sáng thì chị lấy này, 5 cái chị Mười Dư rồi. Mã 2 cho chị Hương Ngọc. Đây đây, mã 2 chị đang cầm này, màu xanh này này. Mã 2 cho chị Hương Ngọc một cái, chị Như Tô lấy 2 cái. Rồi rồi đây. Rồi chị Hương Ngọc một cái này, chị Như Tô lấy 2 cái này. Rồi khách nào lấy comment giùm em mã 2. Trời ơi to đẹp mà hàng nghiêm mờ gió, có bán có chị có 99 ngàn.
tranh thủ mã 2-3 cái chị 10 dư. 3 cái. Đó. À, không lấy tiếc lắm á, thiệt sự luôn, nó to đùng luôn. Rồi có chị em nào lấy mã 2 không? Đó em lên kỹ màu cho các chị rồi em qua, tại vì nó có 8-9 màu cơ. Đó nên em phải lên rõ cho các chị này, đó. Các chị nhìn này, đó không có một miếng chỉ dư luôn đó mọi người, may đẹp lắm. Đó 160 mấy ngàn mà may giá sỉ là các chị biết rồi. Rồi khách nào lấy comment dùng cái mã 2 lấy thêm một chốt nha. Rồi còn đến mã gì đây? Rồi đây mã 4 nha. Mã 4 của mình nó sẽ là hoa nhí. Dạ có rồi, em lấy đủ rồi chị. Các chị mình em lên từ từ mà, chị nào mình lấy này là em những cái mã này em đều có đánh dấu mã hết á để không có bị nhầm á. Rồi cái này của em là mã 4 là hoa nhí. À. Rồi lên mã 4 giúp em đi mọi người ơi, eo 90 là to lắm nha các chị nhá. Rồi lên mã 4. Rồi em phải kiễng chân luôn các chị ơi. Nên các chị nào mình cao mét 6 mấy mét 7 là ok ra thoải mái, em phải kiễng chân lên nó mới ấy. Cái này nó dài phủ gót em mà. Có cái nào lấy comment giùm em mã 4 hoa nhí. Mã 4 cho chị à, mã 2 chị Hằng Vương lấy một cái nữa. Đây màu xanh rồi là lấy đây đây lấy giúp chị cái. Rồi mã 4 chị Như Tô là cái này hoa nhí. Rồi có khách nào lấy comment giùm em mã 4 cái này màu xanh hoa nhí nha các chị nha. Hàng bản thắt lưng đẹp chưa? Ôi ôi xuất sắc luôn mọi người ơi. Đây dây đây. Thêm mã 1 2 mã 1 2 cái, mã 1 2 cái rồi. Ờ đây đây vàng bông này mã 1 cho chị 10 dư 2 cái thêm 2 cái là cái vàng bông này ha chị ha. Đây nha, mã 1 thêm 2 cái này. Rồi ok. Rồi, cái nào lấy comment giùm em mã 4 nha mọi người ơi, mã 4 mã 4 99 tiền. Rồi em qua nha, cái này lên rồi đúng không? Chưa luôn hả? Ủa sao lại để bên đây ta? Em vừa lấy đưa cho chị. Bà cái nào tôi chưa lên bà để bên đây này, bà còn chạy qua đấy nữa. Mã 1 chị Như Tô. Rồi lên mã 1 luôn. Rồi con này của em là con màu đỏ nha mọi người nha. Cái này đỏ hoa nhí này. Rồi lên đỏ giúp em. Thêm hoa tím hai mã 2. Hoa tím mã 2 2 cái. Là mã 2. Hoa tím lên 2 cái. Hoa tím không không hoa tím lên 2 cái. Hoa tím đây này đây này đây này, hoa tím đúng rồi, hoa tím lên 2 cái. Đỏ 2. Đỏ 2 chị Như Tô, đỏ chị đang cầm. Rồi lên 2 cái chị Như Tô. Rồi cái này đỏ hoa nhí nha mọi người, 99 ngàn. Ô không, eo to quá chị. Trời ơi, cái này nó có dây thắt nè các chị. Trời ơi, các chị mình eo mình thắt lại thôi. Rồi lên đỏ giúp em, cái này là hoa nhí sáng. Các chị mình lấy cũng nhiều mẫu này này, cái cổ này. Trời ơi, đẹp lắm. Rồi lên đỏ giúp em nha. Đó, mỗi mẫu này, em mỗi màu là em sẽ lên kỹ cho các chị nhìn nha. Rồi em sẽ bán qua mẫu khác nha. Rồi, cái này của em là cái gì đây? Cái này cái màu đỏ. Ô, cái này cũng là đỏ hoa nhí mà ta. Cái này đỏ màu bự. Rồi, cái này của em kia là màu vàng. Em mình 78. Dạ, thế chị bóp lại chút xíu. Rồi, cái này của em là kêu là hoa vàng giúp em. Bông to nha mọi người nhá. À. Rồi, cái nào lấy comment giùm em vàng thì em có cái mã 1 là hoa nhí, còn cái vàng này là hoa to. Đó. Rồi, cái nào lấy làm gì đó? Đổi máy chị này có 100 hả? Rồi, cái nào lấy comment giùm em hoa vàng nha, hoa vàng 3 cái chị 10 dư. Bảo nó sạc pin cho. Chứ mất công em để đấy nhưng nó còn 1% pin em cầm làm chi. Nè. Rồi, hoa vàng 3 cái. Có chị mà 10 dư 3 cái này. Rồi, 3 cái. Rồi, chị Như Tô lấy 2 cái. Này vàng chị Như Tô 2 cái, chị 10 dư 3 cái. Rồi, khách nào lấy comment giùm em hoa vàng. Khách ơi, hoa vàng 99 tiền, đẹp quá trời có đất luôn. Rồi lên hoa vàng nha. Em để gần cho các chị nhìn thấy toàn bông này, màu 3D đẹp không mà các chị ơi. Trời ơi, cái hàng mango xịn loại 1 á, màu bông nó đẹp lắm các chị. Nhìn cái vô là thấy mê liền à. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em dài tha thước nha các chị ha. Đó. Ôi, em này em cao 1m57 nó dài quá trời dài luôn. Thêm hoa vàng 2 cái chị 10 dư. Dạ rồi, 2 cái nữa này rồi cho chị 10 dư 2 cái nữa. Dạ đúng rồi, cái hàng này họ may là một size các chị nha. Tại vì cái hàng này hàng đặt á, hàng đặt á. Vàng thêm một cái chị Như Tô. Rồi đây một cái chị Như Tô. Rồi em tổng còn 3 vàng hết nha. Em tổng còn 3 cái vàng hoa to thôi. Có chị nào lấy thêm không? Là hết rồi nè. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em vàng nha. Vàng em còn 3 cái hoa to. Còn hoa nhí mã 1 này của em thì còn nha mọi người nhá. Khách nào lấy còn chị nào thích cái màu này thì mình lấy thêm nè. Tại vì gu mỗi chị thôi. Màu thì màu nào cũng đẹp hết. Có chị thích hoa to, có chị thích hoa bé. Còn các chị em mình lấy về bán nên lấy nữa nha các chị ha. Đẹp lắm. Ồ, cái hàng này may là giá nó rất là cao, 160 mấy ngàn á. Cái này là bên xưởng em hay lấy hàng, em hay may á, họ may dư. Cái đầu cũng sale cho mình á. Rồi vàng ha. Rồi cái này của em là hoa đỏ nha. Đây 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 đây, nên màu đỏ giúp em. Đỏ đây hoa to nha. Màu đẹp ha các chị ơi. Ôi ôi, lên đỏ hoa xám. Rồi lên màu đỏ giúp em khách ơi, đỏ này, đỏ hoa hồng này, đẹp chưa?
nền đỏ hoa hồng màu xám rất là cưng luôn. Rồi lên đỏ giúp em nha mọi người nhé, hoa đỏ. Hoa đỏ, hoa đỏ khách ơi, hoa đỏ giúp em 99.000. Rồi có chị nào thích màu này không ạ? Màu này đi biển đồ các thứ đẹp này. Đó. Rồi lên hoa đỏ giúp em khách ơi, hoa đỏ 99.000 khách nhá. Hoa đỏ 99.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em hoa đỏ. Hoa đỏ, hoa đỏ cả nhà mình ơi, lên hoa đỏ giúp em nha. Rồi cái này của em là mã 3 đỏ hai cái chị Như Tô. Rồi, đỏ lấy hai cái, đây hoa đỏ to đùng quá. Rồi hai cái thôi. Hoa đỏ 5 cái chị Mười Dư. Rồi, 5 cái chị Mười Dư. Rồi có chị em nào lấy hoa đỏ đó không mọi người ơi? Trời ơi cái màu này. Ôi cái màu mã 3 này các chị ơi, màu mã 3 cưng xỉu luôn ha. Ôi ôi cái màu màu quá mê luôn. Mã 3 3 cái chị Như Tô. Đó, đây chị đang cầm mã 3 này. Rồi lên mã 3, mã 3. Cái màu này đẹp quá chị Mười Dư ơi, lấy nhiều nhiều xíu nữa. Cái màu mã 3 này đẹp này. Màu mã 3 này xinh quá, ở ngoài đẹp cực kỳ đẹp luôn đó các chị ơi. Rồi lên mã 3 giúp em cho 5 cái chị Mười Dư, 5 cái. Đây 5 cái này, 1, 2, 3, 4 cái này, 5 cái này. Rồi có chị nào lấy mã 3 thì comment giùm em mã 3 nha mọi người ơi, 99 tiền nha. Mã 3 chị Hương Ngọc 1 cái ạ, rồi chị Hương Ngọc lấy 1 cái mã 3. Rồi khách nào lấy mã 3 nữa comment nhanh giúp em đi cả nhà mình ơi, mã 3, mã 3. Thêm mã 3 2 cái, rồi ok chị, mã 3 2 cái nữa. Rồi mã 3 thêm 2 cái. Rồi khách nào lấy comment giùm em mã 3 nha các chị nhá, mã 3, mã 3. Đó, rồi lên mã 3 giúp em đi cả nhà mình ơi. Rồi cái này của em là màu hồng. Đây, mã 3 em còn nha mọi người nhá. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu hồng này, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi ôi cái màu này xuất sắc. Màu này xuất sắc này, hoa các chị nhìn cái bảng màu này. Nó phối đẹp ghê không? Cái này là chị nào thích hoa hồng mà thôi, lấy mẫu này là đúng bài luôn nha mọi người nhá. À, rồi lên màu hồng giúp em, hồng này còn mấy cái đây ta? Còn ít đúng không? Để sáng các chị chốt màu này nhiều lắm này. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu hồng nha. Hồng 7 cái cho chị Như Tô. Lấy 7 cái cho chị. 99 ngàn một cái nha chị Hương Tình ơi. Hồng 2 cái chị Như Tô, 7 cái chị Mười Dư. Rồi đây. Rồi lấy 2 cái bóc qua cho chị Như Tô, còn đâu 7 cái chị Mười Dư. Rồi. Đủ chưa? Thiếu hả? Rồi đây 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 đây. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu hồng nhé. Chị Hương Tình lấy đi, chị Hương Tình ơi, hàng đẹp lắm. Rồi thôi, lâu lâu mới săn được cái hàng to đẹp này, chốt đi các chị ơi. Rồi lên màu hồng giúp em nha. Như là em còn một nó còn màu gì nữa nhỉ? Nó rớt xuống đây màu vàng đi. Ủa, nhớ là em còn màu gì em chưa lên, có tím tím gì em chưa lên nhỉ? Rồi khách nào lấy comment giùm em màu hồng nha. Dạ đúng rồi, em lấy chị 7 cái hồng rồi chị nha. Rồi có chị nào lấy thêm hồng không mọi người ơi? Chị nào lấy thêm hồng không ạ? Hết bảng màu rồi các chị ơi. Ờ có 99 ngàn, quá trời màu luôn. 8, 9 màu màu, cái bảng màu các chị nhìn mê lắm. Thiệt. Ồ nó đẹp, nó tha thướt, nó to, trời ơi nó dài. Thế chị này, đó. Chứ bình thường là mấy cái hàng mà không phải hàng đặt đó, nó không có được dài mới to như này đâu. Hàng này hàng xuất sắc luôn á. Rồi cái nào lấy comment giùm em màu hồng nha. Màu hồng, màu hồng. Hồng thêm 2 chị Như Tô. Dạ rồi, thêm 2 cái không chị? Đây là hồng như của chị này rồi. Đây, hồng thêm 2, để còn mấy hồng. Rồi, còn em còn 5, 6 hồng thôi. 5 đến 6 hồng thôi. Mã 3 đẹp quá. Có chị nào lấy thêm mã 3? Mã 3 nhìn mê ghê luôn á trời. Mã 3 này đẹp lắm các chị. Có chị nào lấy thêm mã 3 không? Hết bảng màu nha mọi người nhé. Đây mã 3 này màu ở ngoài nhìn đẹp kinh luôn. Mã 3 này em còn 7 cái, thêm 3 hồng chị Mười Dư. Rồi thêm 3 cái. Rồi thêm 3 cái chị Mười Dư. Rồi tổng còn mấy hồng? Rồi em còn 5 cái hồng thôi mọi người ơi, hết rồi nha, em còn 5 cái hồng. Có chị nào mình lấy thêm không? Em còn có 4 đến 5 cái hồng thôi, hết rồi nè mọi người. À, thêm mã 3 3 cái. Đây đây mã 3. Rồi 3 cái cho chị Mười Dư, thêm 3 cái. Nè em ơi, 3 cái chị Mười Dư. Rồi, hồng này của em là còn có 5 cái thôi nha, tính cả cái mẫu nha mọi người nha, là còn 5 cái. À, 3 thêm 2, mã 3 thêm 2 cho chị Như Tô. Rồi, Như Tô này. Rồi hồng, hồng em chốt cho chị Hương Ngọc. Đây đây hồng cho chị Hương Ngọc. Chị Ngọc số 49. Rồi có khách nào lấy hồng nữa comment hồng giúp em nha. Hồng này, tính cái đang cầm chưa ta? Đây đây đây, hồng em còn 4 cái này, hồng em còn đúng 4 cái, chị nào thích cái màu này lấy thêm ha mọi người nha. Hết bảng màu đó. Còn mã 3 em còn 3 cái. Mã 3 là em còn 3 cái thôi các chị ơi. Cái mẫu này không có gì đâu mà phải lăn tăn, nó đẹp lắm luôn đó các chị. Trời ơi, bán ra mà cái giá bán nẻ nó bán 250, 270 một cái không á. Cái này đang vào mùa đấy nha các chị nha. Tại vì chuẩn bị hè rồi, các chị mình mặc mấy mẫu này đi biển đi chơi đẹp lắm. Đây này nó to, nó dài quá trời luôn. Rồi khách nào lấy comment thêm mã 3 đi mọi người. Thêm mã 3 thì đẹp quá này. Đó, có chị nào lấy comment giùm em mã 3 nhé. Còn 3 cái.
Má ba còn 3 cái. Rồi khách nào lấy comment dùm em. Cái hoa nhí này có chị nào lấy thêm thì chốt này. À, cái này mã 4 này. Mã 4 nhỏ nhỏ này. Đó. Mã 4 này cũng đẹp nha mọi người nhá. Đấy có chị nào lấy thêm không? Mã 4, mã 4 cả nhà mình ơi. Khách nào lấy comment dùm em thêm mã 4 nhá. Đẹp xuất sắc luôn. Đó. Hoa nhí nhí này. Ôi đẹp lắm, cả nhà mình có màu nào cũng đẹp hết á. Mã 3 chị Tú Ngô Minh Cẩm nha. Mã 3 màu xanh xanh tím tím. Rồi mã 3. Rồi, em còn hai cái mã 3 thôi. Em còn hai cái mã 3 thôi. Có khách nào lấy mã 3 comment giùm em mã 3 nha. Còn con này của em mã 4. Con này của em hoa nhí mã 4 này, màu rêu rêu nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đó lên mã 4 các chị nhìn cái phần cổ làm đẹp lắm các chị. Rồi phần cắt úp lên cái cổ làm rất là im nha. Đó, rồi khách nào lấy comment giùm em mã 4. Trời ơi nó đẹp từng đường kim mũi chỉ đó các chị ơi. Ơi này họ may đẹp lắm. Rồi cái này của em là hoa nhí đỏ, có chị nào lấy thêm không nha? Đó, em lên lại cho các chị mấy màu này. Rồi lên hoa nhí giúp em nhé. Đấy, có chị nào mình lấy thêm. Hoa nhí này thì em có hoa nhí màu đỏ này, còn có cái đỏ hoa to nữa đó các chị. Đó, nó có hai màu á, đỏ nó cũng có hai. Rồi, khách nào lấy comment dùm em hoa nhí nha mọi người nhé. Này, màu đẹp quá trời luôn. Đó, rồi có chị em nào lấy thêm hoa nhí nữa thì chốt nha, có 99 ngàn cái đầm thôi. Đó, hoa nhí, còn cái này là hoa, hoa đỏ này, là to này. Đấy, đỏ nó có hai bông. Đẹp quá rồi, nói chung là toàn bông đẹp không á mọi người. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhé, nhí hoa đỏ. Rồi cái này đầm Quảng Châu á em. Đây, một cái mẫu đầm này còn đúng không? Còn mấy cái đúng không? Chị thấy bọn mấy đứa đẹp trong ngóc này. Rồi, cái này em sale các chị size to lắm nha, size 70kg nha. Cái đầm này đầm Quảng Châu, đẹp lắm. À, trời ơi, cái mẫu này của em là 60, 65, 70kg. Ở đây nó có dây thắt này các chị ơi. Em xả 60 ngàn. Đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhé. À, cái này comment giùm em là đầm mã 1 đi. Mã 1 giúp em nha. 60, 65kg chị nào mà được chiều cao 70kg luôn. Em xả 60 ngàn. Đầm rút dây. Vải thì đẹp quá trời quá đất luôn. 60 nhá. Rồi mã 1 3 cái chị Như Tô. Đây đây cái đầm chị đang cầm nha. 60 ngàn. Rồi mã 1 đó chị Ngọc Tuyết. Rồi khách nào lấy comment giùm em mã 1 đầm Quảng Châu. Em xả kho còn có 60 ngàn thôi. Cái đầm này em bán 9 ngàn đó. Đã đem về rất là nhiều cái đầm này luôn. Mã 1 5 cái đó chị 10 dư dạ rồi. Đã còn hết rồi chứ. Mùa tặng tới là hết đấy chị. Đúng rồi, ngưng. Ngưng à? Không thì cứ đặt lên sale còn thì chị nào sau thì không có, chị nào trước thì có. Ở khách nào lấy comment dùm em mã 1 nha mọi người nha, 60 ngàn, 60 60. Đó, em in cái bill em bỏ vào đây này, để lấy mây nắp dặn ra. Còn đầm Quảng Châu nào trong đấy không? Chị nhớ là cung cấp em để có màu xanh cái gì á. Chị nhớ em có màu xanh. Rồi em tìm giúp chị đi để chị lấy lên cái set này trước đi. Hả? Tao nhớ có một mớ Quảng Châu ở trong đó. Rồi con này của màu tím. Rồi khách nào lấy comment dùm em. Cái này eo lên đến 100 cơ. Size này size 65kg. Ôi vải đẹp lắm chị Mười Dư ơi. Em không biết cái vải đó là kêu vải gì nhưng vải đẹp lắm. Nó gần gần như nó không phải vải tôn nhưng mà cái chất nó gần gần như vậy á. Đầm nó đẹp. Ở trước em về trò bán quá trời cái đầm đó đó. Đây còn như đây thôi à. Ừ đây này. Trời ơi cái này xịn. Cái đầm này không á. Cái đầm Quảng Châu này người ta xỉ không 135 ngàn nữa các chị này. Vải mát đẹp lắm. Đây này. Không, cái này là vải nó không co giãn, nó chỉ co giãn cái phần eo. Nha chị Mười Dư nha, chị hiểu nói không ạ? Đây này, em bóc ra cho các chị coi, chị hàng đẹp, nói chung hàng đẹp lắm. Đây, nó to, nó rất là to. Đây này, nó co giãn cái phần eo của mình là mình rút dây. Nó có cái dây ở đây này các chị này. Cái dây nó rất là to ha. Đó, mình co ra. Ồ, cái này mà đo hết cỡ là hơn 100 luôn đó mọi người. Hơn 100 luôn, nó to lắm. Đây này. Đó, rồi bữa này cái hàng này em bán quá trời cho các chị rồi, vải đẹp lắm. Đó. Có chị nào lấy thêm không? Mã 1 em còn đó, có chị nào lấy thêm không ạ? 5 cái chị 10 dư đi. Ừ. À, 1 cái chị Ngọc Tuyết. Chị để gói luôn đi. Chị Như Tô 3 cái. Cái quay cho 60 ngàn. Rồi có chị em nào lấy thêm mã 1 nha thì chốt mã 1 luôn cho em nha các chị nha. Ngược 101 luôn đó các chị ơi. Cái này ngược lên đến 101, nói chung là mình bỏ hết vải ra nó to lắm. Đó, còn các chị mình điều chỉnh eo nhỏ thì mình thắt lại là các chị đó mình rút thôi. Mình rút cái eo lại thôi là nó nhỏ rồi các chị. Đó. Em xả 60 ngàn đó, khách nào lấy thì comment giùm em nhé. Trời xả các chị rẻ quá trời luôn. Mã 1 đi khách ơi. 60. Rồi em có màu bi này. Bi có mấy cái? Một cái hả? Tầm số lượng. Đây, bi này của em là 65kg. Con này mà các chị không chốt thì thôi rồi đó cả nhà mình ơi. Em xả luôn cho các chị 60, chơi lớn thôi. Đầm đây đầm Quảng Châu nha. Rồi, bi này size 65kg. Bi chị Như Tô một cái 60 ngàn luôn nha em nhé. T 60 cho các chị thôi.
Rồi cái nào lấy bi trước đi giùm em, cái này của mình nó cũng sẽ rút dây. Bi 5 cái chị Như Tô, rồi 5 cái rút giùm chị đi. Bi 7 cái chị 10 dư, còn lấy hết bi chị Thạch Xanh. Chị Thạch Xanh lấy hết bi 60 ngàn. Bèo. Kia đi, kia được từng mẫu mẻ. Chứ tôi cho mấy đứa nó soạn cho xong đó. Nó không nhận. Rồi cái đầm ren. Bi vải gì nó thật, bây giờ hỏi em vải gì em cũng không biết nó vải gì. Thiệt nó vải nó xốp xốp á, mọi người van van xốp xốp á. Em cũng biết vải gì kêu là vải gì luôn. Dạ được chị Mùi Dư ơi, được được. Nó vải như của van van. Nó các chị ơi, cái này chị Thạch Xanh hình như đã lấy hàng này của em rồi. Chị Thạch Xanh chắc biết nhỉ. Vải này kêu vải gì ta. Nó xốp xốp á mọi người. Rồi đem về bán 99 ngàn á. Cái này xót kho đó em bán cho các chị á. Rồi con này của em là con beo. Rồi con này của em con beo. Con beo, con beo. Đây. Đấy. Beo của mình thì cái mẫu này nó chỉ có tới à? Chị không biết. Dạ đúng rồi, chị không biết hình đẹp đúng. Em không biết vải gì. Nó nhiều khi là có những cái vải mà cái hàng Quảng Châu vải nó em nhiều cái em không biết tên vải thì vải nó lạ lạ đó mọi người. À, beo 4 cái chị Như Tô xả lên 60 đó. Ừ, 4 cái chị Như Tô. À, đây 60 quẹt một cái 60 giúp chị đi. Beo 5 cái chị Thạch Xanh. Chị không đủ đúng không? Rồi đây đây đây. Đó, ừ, 5 cái chị Thạch Xanh. Ba này. Rồi. Dạ, vậy là còn còn 6 beo nha mấy chị ơi. Nếu hết beo cho chị Tú Ngô mình cộng một cái. Beo. Đây beo chị Tú Ngô 60. Rồi đây một cái beo nữa cho chị Thạch Xanh. Rồi cái này của em là màu đen. Beo này em có màu đen nữa nha mọi người nhé. Màu đen. Rồi khách nào lấy Thạch Xanh lấy hết. Mày cũng bả cái thứ ủ áo ở. Lấy hết đen cho chị Thạch Xanh. Chị dạ. Đọc ở đây màu chúng mày ở ngoài thì mày chốt như đúng rồi á. Có đủ hàng đâu mà chốt em. Rồi màu đen cho chị Thạch Xanh. Dạ đúng rồi 60 ký chị nhá. Rồi cái này của em vàng có một cái. Rồi còn Quảng Châu còn cái nào không nuôi sale có chị luôn. Vàng này em còn một cái nha. Cái nào lấy còn em hết vàng chị Thạch Xanh. Có một cái 60 ngàn. Rồi em không biết còn Quảng Châu không. Cái này đang xin lỗi. Đầm von á. Rồi mấy cái. Đây còn mấy cái này. Rồi cái đầm trắng này dạ hết vàng có chị. Cái chân bông. Để em đang coi moi móc không còn cục nào không. Còn cục Quảng Châu nào không? Ừ đấy em ngồi đây em tìm đi. Để xem còn cục nào ra xe với các chị đi. Rồi trắng này của em 115 ngàn này các chị ha. Trắng này của em 115 ngàn. Cái này hàng cao cấp. Size 65 ký. Trắng chị Hồ Hoa. Rồi các chị Hồ Hoa chấp nhận hàng này được đúng không? Đẹp lắm. Rồi 115 ngàn. Rồi chị Hồ Hoa này. Rồi cái nào lấy comment dùm em trắng 115 ngàn 65 ký. Hàng này thôi nó siêu phẩm các chị. Nó siêu phẩm luôn. Đẹp lắm. May giá nó cũng rất là cao nha mọi người nhá. Cái này là em lấy hàng sale các chị á. Rồi, cái nào lấy comment dùm em màu trắng. Để bữa nay em có cái xưởng kia này. Nó họ may nào giống như đặt hàng của khách á. Lâu lâu là may dư á các chị. Vải may dư á. Và may dư số lượng á. Thì em họ sẽ để sale cho em. Nên các chị mình yên tâm lúc nào cũng giá rẻ hết. Rồi lên màu trắng giúp em nhá. Trắng cho chị Hân Cao 115 tiền à. Rồi 115 ngàn cho chị Hân Cao. Rồi còn chị em nào lấy trắng không? Em còn 2 cái nha, em còn 2 cái trắng thôi hết rồi đó mọi người. Mẫu này đâu có nhiều đâu. Rồi cái nào lấy comment dùm em trắng 115 ngàn. Size 65 ký. Rồi cái nấp nót của em bên trong á, nó dài lắm nha mọi người nha. Tại vì cái hàng này hàng giá cao đó. Nấp nót bên trong nó rất là nhiều luôn. Rồi cái nào lấy comment dùm em nhá. Đó, màu trắng 115 ngàn. Đẹp ha, các chị sang ghê không? Cái này các chị mình có thể là mình thắt cái eo. Mình nằm mặc suông cũng được, còn mình thắt dây cũng được ha. 115 ngàn em còn nè. 2 cái. Chị Hồ Hoa lấy chưa? Rồi rồi, rồi, rồi em còn 2 cái. Hoa đen rồi, trắng. Rồi hoa đen này em còn 2 cái thôi mọi người. Trắng chị Tú Ngô Minh Cẩm nha. Đây. Còn một cái trắng. Em còn một cái trắng cuối cùng. Rồi cái này của em là hoa đen giúp em. Đẹp quá trời khách ơi. Dưới 65 ký 115 ngàn. Hoa đen nha. Đây đây bảng màu đây các chị ơi. Đó. Rồi màu trắng thì họ nót bên trong màu trắng. Còn màu đen thì họ nót màu đen này các chị này. Đó trắng chị Như Tô còn cái cuối cùng 115 ngàn rồi hết luôn. Rồi cái này của em màu đen ha. Màu đen còn 2 cái rồi mọi người. Đen còn đúng 2 cái thôi. Rồi cái nào lấy đen trước đen rồi mà em 115 ngàn size dưới 65 ký. Đó bông đen nha mọi người nha. Bông đen 60-65 ký nói chung là to đẹp nha mọi người nha. Em còn 2 cái bông đen. Bi còn nào không em? Còn một bi chị. Bi còn đúng 1 cái hả? Rồi thế nào lấy comment dùm em màu đen thế thôi. Đây. Size dưới 65 ký có chị nào lấy thêm không? Dây kéo đằng sau.
dây kéo họ may rất là dài cho mình ha, rất là dễ mặc luôn các chị. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đen. Đen này của em là size dưới 65kg mặc vừa, lên đen giúp em là bông đen. Bi em còn một cái, mẫu này em hết rồi đó mọi người ơi. Đây này em còn bi này. Bi đây, bi kiểu theo dáng là Babydoll nha mọi người nhá. To đùng luôn. Ai chị nào thích mặc mấy cái màu trẻ trung này, ở dưới nó cách hiệu một chút xíu bia chị mười dư này. Rồi hết luôn, 115 tiền. Rồi còn ba cái cuối cùng là màu vàng cam. Có khách nào lấy comment dùm em màu vàng ha, màu vàng cam. Cái này size to, size đại này. Cái này nhiều khi các chị 70kg cũng vừa luôn, có cái màu lại to nhất luôn. Đó, rồi khách nào lấy comment dùm em màu vàng. Còn đúng ba cái cuối cùng 115.000. 115.000, bông đẹp quá tại nhà mình ngồi. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhé, bông vàng. Bông vàng vàng cam cam hoa đỏ dưới này, xinh xử luôn. Rồi khách nào lấy comment dùm em vàng đó, có nghĩa là em còn ba cái vàng và hai cái đen 115 tiền. Rồi, cái này của em là cổ tàu nha mọi người nhá. Đây đây hai cái cổ tàu cuối cùng. 89 tiền. Rồi khách nào lấy cổ tàu comment cổ tàu luôn giúp em. Size này của em là size dưới 60kg mặc vừa. Không, cái này 65kg, em nói nhầm, cái này 65kg tại vì cái eo của nó gần 100. Cái eo gần 100 cơ, khi nào thích cổ tàu thì mình lấy nha mọi người nhá. Đó, cổ tàu còn hai cái. Cái set vest còn nó sale các chị một miếng nữa đi em. Ừ, sale các chị miếng nữa cho hết đi. Cổ tàu hai cái chị 10 dư này. Ba cái chị 10 dư ơi. Ba cái. Ba cái chứ không phải là hai cái, chị 10 dư lấy hết không? Lấy hết thì em bỏ vô thêm một cái nữa này. Cổ tàu còn cái nữa. Tổng nó có 3 cái 89.000. 89.000. Ok, 3 cái cho chị 10 dư rồi. Ok, chị lấy hết 3 cái luôn. Đây có màu vàng đây này. À không phải em. Rồi, hôm nay em sẽ sale cho các chị cái gì ta? À rồi đây đây đây, cái này của em là áo vest nha mọi người nha, áo vest. À, đây đây đây, bộ nguyên bộ hả? Đúng rồi, nguyên bộ. Đây, nguyên bộ vest hôm nay chiên cho các chị luôn này, cho hết hàng luôn. Tuyết mưa xịn nha. Tại vì em còn size vừa, size gọi là size chung chung nhỏ nhỏ vừa đó. Em xả cho các chị luôn. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu trắng này ha. Cái này của em là eo 80. Màu trắng này eo 80. Cái bản của nó là nguyên một set là lưng cao. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu trắng sale cả nhà 75.000 một set. Tuyết mưa xịn nha. Bữa trước thì em có size 2X, 3X mà bữa nay em hết rồi. Đó, em xả cho các chị 75.000 luôn. Set trắng kèm quần. Set trắng kèm quần. Em còn 3 bộ nha các chị ha. Đó, size này cho các chị mình khoảng 54kg. Rồi lên màu trắng giúp em nhé, màu trắng này, vừa một set luôn. Đây cái quần ở đây 75.000. Rồi có chị em nào lấy trắng comment trắng giùm em nha mọi người nhé, màu trắng. Màu trắng giúp đây. Em giúp bảng màu giúp chị. Đây, đây. Màu trắng, rồi đây có màu đen 75.000 thôi. Rồi. À. Rồi màu đen khách ơi, trời ơi đen cưng xỉu luôn này mọi người ơi, màu đen đẹp quá. Đó, đen size 55kg, quần đây. Ở khách nào lấy comment dùm em màu đen nha các chị ha, màu đen. Đó, cái này size 1X. Cái đen này của em là đen size 1X này mọi người nha, rất là to này. Khách nào lấy comment dùm em nhé. Đầm cổ tàu này đẹp lắm, đúng rồi, cổ tàu hết rồi. Đó, khách nào lấy comment dùm em màu đen nhé. Biết đen chị xuyên nê phải không ạ? Chị lấy màu đen phải không chị ơi? Đó, các đen chị lấy màu gì thì comment lên giúp em đen em còn nhé. Rồi, 75.000 á, trời ơi, như một set luôn mọi người ơi. Rồi cái này của em là màu vàng ha. Đẹp chưa? Xuất sắc mọi người ơi. Đen có 60kg không em? Đen vừa là 1X. 1X là còn á. 1X em còn đó. Cái đó 60kg vừa không ta? Còn. Được. Rồi cái nào lấy comment dùm em màu vàng. Màu vàng này eo 80. Nó lấy là lưng, lấy cái phần lưng cao nha, ở trên nha mọi người nhá. Rồi lên vàng giúp em 75 tiền, đẹp lắm. Cái set vàng này dễ thương lắm. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu vàng tranh thủ đi mọi người ơi. Cái mẫu này dễ mặc này. Đó, eo 80. L80 75 tiền set vest nha, vải tuyết mưa. Vàng nó chị nhung hồng. Rồi vàng có chị nào lấy nữa không mọi người? 75.000. L80. Rồi cái mẫu này của em là mẫu màu cà phê nha mọi người nhé. Cà phê. Cà phê này còn 3 set. Size 55kg L80. Nên cà phê giúp em. Dễ thương ha. Đẹp quá trời luôn này. Rồi cà phê 75.000. Cà phê 75.000, thế nào lấy comment dùm em cà phê nha mọi người ha, cà phê lưng cao. Bộ vest này thì em bán quá trời rồi, bán từ lúc 99.000 rồi. Ở bên này nó rớt size á, đó em còn ít này. Nói chung là rớt size nhưng mà còn cái size nó cũng không phải là size nhỏ nhưng mà cũng 50kg đó. Dạ, yeah, đo ngheo 80 á chị Nhung Hồng ơi, nên cà phê chứ em mang form này là em mang rộng mà.
em mặc thì em mặc size M thôi. Em mặc size M tại vì eo em có 7 mấy. Rồi thế nào lấy comment giùm em màu kem nha. Màu kem, màu kem. Quần dài tay dài. Rồi cái này bộ quần dài tay dài đấy luôn. Ủa, còn 3 bộ hả? Trời ơi, đẹp. Đẹp lắm mọi người ơi. Rồi lên cam, chị nào size 53 ký cỡ em là mình lấy nhá. Cái này eo 78, nên màu cam nguyên một set dài luôn. À, eo này của em là eo 76, quên, em nhớ nhầm. Cái này eo 76 màu cam. Còn 3 set này quần dài luôn là 75.000. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu cam nhá. Đây, eo 76. Nguyên set luôn, 75.000, đẹp lắm. Bữa trước các chị chốt quần dài là nhiều nhất này, quần dài tay dài. Rồi lên màu cam giúp em nha mọi người nhá, màu cam. Màu cam, vết cà phê chị xin đi, cà phê đâu rồi ta? Rồi, 75.000. Còn cà phê? Cà phê em còn nha mọi người ơi. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu cam. Rồi, cam tung xỉu luôn các chị ơi, màu cam rất là đẹp luôn. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu cam nha khách nhá. Màu cam, màu cam. Eo 76. Cái này của em eo 76. Kem lưng quần eo 80 em chốt chị. Dạ đúng rồi, cái đó eo 80 chị Nhung Hồng. Cái đó eo 80 đó. Tại vì em mặc để em mặc eo 76, em mặc nhỏ hơn chị một size. Rồi cái đầm dạ hội màu tím, khách nào lấy comment dùm em dạ hội. Cái này em đang xả kho cho các chị có giá bao nhiêu? 75.000. Rồi eo 100. Eo 100 nha mọi người nhá. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu tím này 75.000. Đó, size thì size 65 kg. Cái này của em là đầm ren dạ hội dài. Đấy, rất là đẹp mọi người nhá. Đó, khách nào lấy comment dùm em màu tím. Em đang xả kho cho các chị có giá là 75.000 thôi. À, lấy cho chị thêm bộ kem nữa. Dạ rồi, cho chị Nhung Hồng thêm một bộ kem nữa. Rồi, rồi, em chốt chị luôn. Đó. Rồi, khách nào lấy comment dùm em tím. Màu tím, màu tím nha mọi người ơi. Đó, 75.000. Đầm này đầm ren dạ hội sang đó. Size 65 kg mặc vừa. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu tím nha mọi người nhá. Màu tím. Màu tím 75.000. Rồi lên màu tím giúp em đi cả nhà mình ơi. Tím 75.000. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu tím nha. Rồi con này của em cái nào xuống. Cứ tìm đi. À màu đỏ chị mới quăng xuống cái set này. Set. Ừ đúng rồi. Vào đây. Rồi khách nào lấy comment dùm em vàng 75.000. Size dưới 65 kg mặc vừa vàng có đính đá nha mọi người nhá. Đó. Vàng ren 75.000. Cái này mang giày cao nên đẹp lắm. Size 65 kg. Rồi lên vàng giúp em đi khách ơi, màu vàng. Ơ cái bộ thun cô tông còn đây hả? Còn mấy bộ nào? Rồi quăng ra đây giúp chị cái. Đó, ở nguyên cục đó. Đó, đó, đúng rồi. Ờ khách nào lấy comment dùm em vàng. Size này của em là size dưới 65 kg nha mọi người nha. Size dưới 65 kg mặc vừa lên vàng giúp em khách ơi 75.000. Trời ơi, nguyên cái đầm dạo hội dài tha thước này xe có chị có 75.000. Nó có màu vàng. Nó có màu màu này màu gì ta? Màu hồng ha. Hồng hồng cam cam gì đây này. Em kêu là hồng đi ha. Hết rồi em ơi, hết mẫu rồi á Quỳnh Trang. Tại còn ít á, còn có mấy bộ như vậy là sale á. Còn khi nào lấy comment dùm em vàng, hồng, màu kem, ba màu. Đưa cho em 75.000. Ở đó đông lắm rồi, không có luôn. 75.000. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu kem nhá. Màu màu hồng, màu vàng, màu kem là 75.000. Size dưới 65 kg. Size dưới 65 kg mặc vừa. Có khách nào lấy comment dùm em màu kem. Khách nào, à em sale các chị một cái set Quảng Châu đẹp lắm. Đây 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 đây. Còn mấy set ta? À? Đây đây đây. Ui nó đẹp, dã man đẹp luôn khách ơi. Cái này hàng, cái này của em là vải tơ nha. Cái này của em vải tơ nha. Đây này này, còn mấy set này sale đại cho các chị đi. Có khách nào lấy comment dùm em set đỏ. Đây, cái này của mình là bên trong nó có cái một cái quần lưng thun ha. Đây em phải giới thiệu từng món cho các chị luôn. Bên trong nó có một cái áo lá. Đây. Rồi, cái này hàng Quảng Châu nha khách nha. Đây, ở ngoài nó có là màu màu đỏ như vậy nè các chị này. Đây, nhìn cái áo vậy này. Đẹp lắm mọi người ơi. 65.000 nên nhanh nha mọi người nha. 65.000 nguyên một set như này ha. Đây này, cái này vải tơ cao cấp size 55-57 kg, nó hàng Quảng Châu. Đó, em còn hình như còn có 5 set thôi. Em xả kho cho cả nhà mình còn có 65.000 thôi nha khách ơi. Chốt liền giúp em đẹp lắm. Đây này, combo của nó là 3 món. 3 món nha. Đó, các chị mình lấy thì chốt liền giúp em, xinh lắm mọi người. Đó, 65.000 đỏ 2 cho chị Như Tô này. Rồi, có chị em nào lấy thêm mà chốt liền giúp em. Đây, bỏ vào đây giúp chị ta. 65.000. Ở đây thêm một cái set đỏ nó 65.000. Đây, em còn 4 set nữa. Chị nào lấy ủng hộ em luôn mọi người. 89.000 á, em sale các chị còn 65.000 thôi. Em còn 4 set giúp em nha. Cái này của em là hàng túi zip. Chị nào mình thích mặc mấy cái hàng Quảng Châu mà mẫu lạ lạ một xíu thì các chị lấy mấy cái set này mặc xinh lắm. Cái này là em có hình người mẫu mặc này. Đó, rất là đẹp luôn. Em còn sót kho còn 4 set nữa này. Chị Như Tô lấy hết luôn. Chị Như Tô ơi, có 65.000. Em đang xả kho hàng đẹp lắm, vải tơ. Vải tơ đó. Rồi cái nào lấy comment rồi em set đỏ nha mọi người ha.
Rồi cái đầm ren này khách nào lấy comment dùm em đầm ren. Đây. Size này của em là size 60 ký eo 90. Cái này của em là đầm co giãn eo 90. Em xả co cho các chị mẫu này bao nhiêu ta? 70 ngàn một cái đầm ren. Trời ơi, ai mà bán cái mẫu này 70 ngàn khách ơi. Không một ai có thể bán qua em được nha mọi người nhá. Một cái mẫu ren như thế này bán quanh năm suốt tháng luôn, không bao giờ nổi mốt mà em bán cho các chị có 70 ngàn. Em xả kho có chị 70 ngàn, nó mẫu dễ mặc nha, eo 90 đỏ chị Che Hy nha, 70 này. Đây đỏ bên kia bên đây hả? Rồi một cái đỏ 70 chị Che Hy. Rồi khách nào lấy comment giùm em đỏ ren, cái này đầm nha mọi người nha, chiếc ren nó rất là mềm chứ không phải mấy cái ren cứng nha. Đây này, ren mềm các chị thấy này, em rũ cho các chị coi này, họa tiết hoa văn các chị coi đây, nó rất là đẹp nha mọi người nha, núp nót bên trong rất là dài luôn cho các chị. Size này của em là eo 90, có nghĩa là cho các chị mình 60-63 ký nó co giãn nha mọi người nhé. Đó, 70 ngàn. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đỏ, khách ơi, màu đỏ 70, đẹp lắm. Đầm này các chị mình thích, các chị mình thắt dây cũng được. À, chị Che Hy là lấy cái đỏ 65 ngàn chứ không phải đỏ kia. Dạ rồi, em hiểu rồi, cái set bộ ha. Rồi, đây, đây, đây. Có chị Che Hy cái set 65 ngàn, rồi đây, 65 ngàn rồi. Đi giá rồi. Rồi có chị em nào lấy đầm đỏ thì chốt đầm đỏ lên giúp em nha mọi người ơi, 70 ngàn cái đầm ren dễ thương quá rồi. Đưa chị áo sạch luôn, rút màu của bộ kia luôn, có màu sẵn chưa? Có màu em ở ngoài em có màu sẵn ra này chưa? Rồi thế thì khỏi rút cái này. Còn rút lá đó. Rồi rồi thêm cái xanh lá nữa. Rồi khách khách nào lấy comment dùm em màu đỏ nhá, màu đỏ mai mốt này em để cái quạt ở trong kia cái trên cái kia kìa. Đừng có để ngay là đằng sau em thì nó chặn đụng em sao. Rồi lên đầm đỏ giúp em nha, đầm đỏ 70 ngàn khách ơi. Rồi đây cái này của em là màu xanh. Rồi đó, 70. Đó, đầm ren xanh 70 ngàn. Size dưới 60 kg, màu xanh này cũng đẹp quá trời của đất luôn mọi người. Màu xanh này cũng đẹp lắm nha. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu xanh. Size này của em là size dưới 60 kg mặc vừa. Rồi khách nào lấy xanh chút xanh hơn giùm em mọi người nhé. Xanh 70, đầm ren 70 ngàn. Rồi lên màu xanh giúp em nhé. Em có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu đen. Em có màu xanh này. Cái này của em là màu vàng nhé mọi người ha. Đó, 70. Màu xanh này, màu vàng, màu đen. Đây màu đen đây, dễ thương. Xuất sắc luôn mọi người ơi. Màu đen đây. Ôi đen đẹp quá rồi quá đất luôn các chị. Đen này sang ghê luôn á. Đây. Đen hoa hồng màu này em cưng nha. Màu này nó rất là đẹp luôn mọi người, nhìn ở ngoài nhìn sang lắm. Rồi lên màu đen giúp em nha. Một con đầm quá dễ thương luôn. Với chiều cao của em thì nó dài ngang bắp chân á mọi người, không ngắn nha. Không ngắn nha. Mấy cái đầm em bán là không có ngắn. 70 ngàn. Rồi cái nào lấy comment giùm em này màu đen. Đỏ lên chưa nhỉ? Chưa chị. Chưa hả? Cái bên đây là chưa. Rồi cái nào lấy comment giùm em màu đỏ hết ơi, màu đỏ size dưới 60 kg. Rồi lên đỏ giúp em nha. Rồi em chiên cho các chị mình một cái mã nữa cho các chị mình gom đơn. Đó là cái chai em. Đây, bữa này là em sẽ tách ra bán lẻ cho các chị luôn này, chiên cho các chị mình gom đơn. Cái này của em là cái chai cồn nha mọi người nhá. Đó, chai xịt khoáng đó mọi người. Đó, bây giờ đang dịch bệnh này mình đi đâu mình cũng phải là mang theo, thay vì các chị mình mua một cái chai kia nó rất là to mang đi nó rất là cồng kềnh. Cái này họ thiết kế cho các chị treo vào cái đặc biệt nó có mùi thơm nha mọi người nhá. Đó các chị mình xịt phòng này, xịt tay này, đó mình đi ăn đôi khi mình vô mình cầm đũa chén thì đó là mình xịt tay cho nó diệt khuẩn nha mọi người ha. 10 ngàn một chai. 10 ngàn một chai. Đó, chị nào lấy thì comment giùm em nhá. Đó. Rồi comment giùm em này. Đó, 10 ngàn, đó trên cho các chị 10 ngàn hết. Rồi khách nào lấy comment giùm em. Cái này mình treo ở xe cũng được này mọi người này. Đó, nó rất là tiện để cốp xe, để trong túi sách. Đó mình mang đi làm đi chơi này các chị ha. Đó, chai xịt sáng kháng khuẩn mà xe có 10 ngàn. Rồi khách nào lấy comment giùm em này, xịt khoáng 10 ngàn hết rồi. Rồi comment nhất em nha mọi người, cho xịt khoáng 10 ngàn. 10 ngàn cái này của em là dung tích nó là 50ml. Có mùi thơm đó các chị ha, mùi thơm dễ chịu luôn. Đó, rồi khách nào lấy comment giùm em này, đó xịt khoáng 10 ngàn các chị ơi, 10 ngàn một chai. Rẻ quá trời quá đất luôn. Rồi khách nào lấy comment nhanh giúp em nha mọi người nhá, xịt khoáng 10 ngàn. Xịt khoáng 10 ngàn, xịt khoáng 10 ngàn. Lấy cho chị Ngọc Tuyết nha. Trời lấy mấy chai luôn đi. Lấy đủ mùi đi chị Ngọc Tuyết ơi, lấy đủ mùi đi. Cái này của em là mỗi một màu là một mùi khác nhau nha mọi người, nó không có giống nhau đâu, mùi thơm đó. Chứ không phải là nó bị nồng giống như cái mùi cồn mình xịt đâu nha mọi người nhá. Cái mùi nó rất là dễ chịu nha. Đó, nó thơm lắm mọi người. Đây, dậy thêm chưa Minh, trời ơi, em lấy em lên rồi. Đây, chị Ngọc Tuyết một chai này. Rồi,
Có chị nào lấy chỗ 10.000 khách ơi, 10.000. Bữa hôm qua hôm kia thì các chị comment, các chị nhắn tin cho em lấy sữa tắm quá trời luôn mà làm gì còn hàng nữa đâu. Bởi em nói là cái hàng sale nó lâu lâu mới có. Các chị em mình phải tranh thủ. Đó, chưa hết rồi là em đâu có săn được nữa đâu, hên xui. Giống như cái chai xịt khoáng này này, em thấy có chị 10.000 nó quá rẻ luôn đó mọi người. Đó, chị nào lấy comment giùm em xịt khoáng 10 tiền nha khách nha. Xịt khoáng 10 tiền. Rồi khách nào lấy comment giùm em này. Còn cái gì nữa? Đó, đây đây cái chị đó. Cầm giùm đi. Rồi. Rồi, rồi, xếp màu tím 10k chị Nga Phạm rồi, màu tím đúng không? Rồi, đây có mất cái treo rồi. Mất cái treo rồi. Rồi, cho chị Nga Phạm lấy màu tím. Rồi, cái nào lấy comment giùm em nhá. Rồi, cái này của em là nguyên một cái combo như này của em, là cái này của em là cái chì kẻ mắt nước. Đây. Chị nào mình hay trang điểm là mình nên mua nha mọi người ha. Đó, cái này của em á là em đây, cái này cái mình mở này, đang sắp được này. Cái này kẻ mắt này, cái này kẻ mắt nước nha mọi người nhá. Đó, mình trang điểm này, mình vẽ đuôi mắt này. Đó, cái này nguyên một combo này của em á là có 12 cây như này, em bán các chị bao nhiêu? Có 25.000 thôi. Rồi, trong khi đó một cây xương xương này các chị mình mua cũng mấy chục ngàn rồi mọi người nhá. Cây kẻ mắt nước các chị mình mua riêng á, em bán cho các chị bao nhiêu ạ? Một nấu như này có 12 cây mà có 25.000. Rồi, quá rẻ luôn mọi người, tranh thủ nha mọi người nhá. Rồi, khách nào lấy comment giùm em kẻ mắt giúp em 25.000 thôi mọi người, được 12 cây. Không phải được 1, 2, 3 cây mà được những 12 cây nha các chị ha. Tha hồ kẻ nha mọi người nhá. Rồi khách nào lấy comment giùm em kẻ mắt này 25.000. Kẻ mắt 25.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em kẻ mắt nha, 25.000 thôi các ơi. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em kẻ mắt này 25.000. Rồi cái này của em cái gì đây ta? Son đâu nhỉ? Son đâu nhỉ? Son đâu ta? Rồi cái này kẻ mắt cho chị đầm trần lấy một cái này, kẻ mắt này. Không biết còn rồi, rồi, lấy đi cái đó để làm mẫu thôi, in lưu ra. Rồi cái này của em là cái bộ phấn mắt nha, phấn nhũ này. Đó. Cái này của em là phấn nhũ giúp em này. Đó. Nhũ nha cả nhà mình ơi, comment nhũ giúp em. Các chị nhìn cái bảng màu này đó, có nó có cái cọ ở giữa cho mình. Nó có cái cọ ở giữa hai đầu cho mình ha. Rồi cái này của em bán các chị bao nhiêu? Có 15.000 thôi. Trời ơi màu này. Bút chì đúng rồi bút mắt nước nha Thúy Tống ơi. Cái đó là dạng nước nha em nha. Cái đó mình vẽ ở trên mí mắt này, đuôi mắt này, đó tùy mình trang điểm thôi. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhũ 15.000. Nhũ 15.000, nhũ 15.000, cái hộp nó như vậy này các chị ơi. Đó, nhũ 15.000 nhá. À, em lại chị gì? Chị làm Trần lấy cái gì đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhũ nha mọi người ơi, nhũ giúp em 15.000 một hộp nhũ. Đó. Cái này cái cọ nó hai đầu nha mọi người nhá, cọ hai đầu. Đó, cái hộp nó vậy này. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhũ này, nhũ son của chị đâu ta? Rồi nhũ 15.000. Nhũ 15.000. Nhũ 15.000 cùng giá mà cuộc riêng chi vậy em nội ơi. Cái mệt bài ghê thiệt chứ. Rồi lên nhũ giúp em mọi người, nhũ nha, nhũ 15 tiền. Son đâu, son của chị với đâu? Son. Em để ngoài cho em hỏi Tâm nó ngồi bên trong. Nhưng mà sao hỏi nó. Nó nằm đâu bữa chị thấy son. Ừ. Bao bữa chị nói chị để trong bao. Rồi cây kẻ mắt nha chị. Rồi Thúy Tống lấy một cái combo kẻ mắt. Ok ok. Rồi cái này là gì đây ta? Mascara. Rồi cái này của em là mascara. Đúng rồi, chút mi. Đây Thúy Tống 12 cây. Có chị nào lấy thì comment thêm giúp em nha mọi người ơi. Đây mẫu này là cái gì đây? Ủa cái đầm Quảng Châu xe còn vẫn còn đây hả? Chia hết chưa? Ôi trời ơi, cái đầm Quảng Châu của em còn cục đỏ này khách ơi, 60.000. 60 các chị ơi, giá cũ 99.000. Rồi đây đây còn đây nè các chị, còn cục nè. Đâu rồi? Không tìm thấy hả? Rồi tưởng bà đi ra xong bà đi vô, bà cột cầm cái dây bà cột. Tôi không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra luôn. Rồi, đỏ này của em là size 60 năm 70 kg mặc vừa. Đầm này của em đầm Quảng Châu đây. Cái này mẫu này nó sẽ mặc được hai kiểu nha mọi người nhá. Đây cái này em sẽ rút hết dây cho mọi người rồi. Có nghĩa là mình bỏ hết dây ra luôn á. Đây nha, co hết cỡ là mình sẽ mặc được một cái đầm suông như này ha mọi người. À, 99.000 nha em, xả co còn có 60 thôi. Đầm Quảng Châu nha. Đó, đây một kiểu mình sẽ mặc như vậy, đầm suông. Cái này là 65 70 kg là ok la vừa. Rồi mình mặc được kiểu thứ hai nữa là mình rút cái dây lại giúp em.
mình rút dây lại giúp em, mình sẽ làm một cái đầm xòe nha mọi người ha. Mình sẽ làm một cái đầm xòe đây. Ờ, mẫu này thì quá đẹp rồi mọi người ơi, 99 ngàn. Ờ, hôm nay em còn shop kho em xả các chị bao nhiêu, có 60 ngàn thôi, mặc được hai kiểu. Ờ, chốt liền nha mọi người nha. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ 60 ngàn hết coi, đầm Quảng Châu nha, đẹp lắm, đẹp cực kỳ đẹp luôn á. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ nha các con, màu đỏ này, màu đỏ 60-65 kg. Rồi chị nào mình mà được dáng cao á, cao mét 6 mấy mét 7 á, là cái form này 70 kg cũng vừa. Rồi khách nào lấy comment giùm em đầm đỏ nha mọi người ha, đầm đỏ 60-60. Rồi cái set này của em cũng set hàng Quảng Châu, em đang sale cho cả nhà này, cái này còn ít nha, em sale cho cả nhà nhưng còn 75 ngàn thôi hả, trời ơi 89 ngàn sale 75 ngàn. Trong đây của mình nó sẽ là một cái quần kaki lưng cao như vậy ha mọi người ha. Đó, cái này bên trong của em thiết kế đẹp ăn tiền là nhờ cái quần này các chị ơi, bên trong. Các chị mình thấy không ạ? Mình thấy cái thun họ làm bên trong không? Đó, cái này của em là eo dưới 78. Eo dưới 78 bao gồm là một cái quần lưng cao và một cái áo thun 3158 như này ha mọi người ha. Đó, nguyên một set luôn 75 ngàn. Trời ơi, quá rẻ đúng không cả nhà? Quá rẻ luôn á, trời ơi đây này. Đó, cái set này bữa hôm em mặc cái màu gì ta? Em mặc cái áo đen, quần tím đúng không? Quần tím với quần xanh này luôn hả? À, rồi đó, 75 ngàn một set. Rồi em đang giảm giá còn có mấy set thôi. Chị nào nhanh tay nẹ chân lấy nha mọi người nha, đẹp kinh khủng luôn. Đó, rồi khách nào lấy comment dùm em, cái này chuột Mickey, hình chuột Mickey đẹp này. Cái hàng này của em hàng túi ship nha. Cái đấy của em comment dùm em màu đen. Còn cái này của em màu trắng, áo trắng, quần đỏ. Đây, đẹp quá trời luôn. Eo 78 nha mọi người nha. Đó, chị nào mình eo 78 này bao nhiêu ký thì các chị chốt nha. Rồi con này của em là màu trắng, trắng này của em là áo gấu, cái áo thì nó rất là to rồi. Đó, cái này trắng này thì mình sẽ chốt cùng với mặc cùng với quần màu đỏ ha mọi người ha. Đấy, rồi nguyên một set mà mang đôi giày thể thao lên, trời ơi đẹp lắm mọi người ơi. Rồi cái nào lấy comment giùm em màu trắng nha. Áo trắng quần đỏ hết ơi. Áo trắng quần đỏ, áo trắng này của em áo trắng gấu này, thương hiệu 3158 nha mọi người nhá. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu trắng. Áo trắng quần đỏ, trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Em mới vô, à, em chốt eo 82 được không chị, cái gì đấy? Cái gì em chốt 82 là cái gì em? Nãy giờ Cherry chốt được cái gì chưa? Cái này là eo 78 thôi nha mọi người nha. Cái set này của em là eo 78, cái áo thì rất là rộng nhưng cái quần là eo 78. Rồi cái nào lấy comment dùm em màu trắng. Và còn một cái mã nữa, trắng đỏ cho phía tống ha. Rồi đây trắng đỏ, áo trắng quần đỏ đúng không, 75 tiền rồi, ok na luôn. Rồi, cái này của em là mã một cái túi đây nè các chị này. Đó, trời ơi, mấy lớp bao bịch luôn á. Rồi, cái này của em là comment lên mã một giúp em nha mọi người nha. Mã một, dễ thương. Trời ơi, đẹp lắm. Rồi, cái này mã một là cái quần, nó là quần màu rút rút nha. Đây, mã một còn có một bộ rồi mọi người ơi. Chị Tống lấy luôn bộ mã một này em ơi. Bộ mã một này xinh lắm. Đây nè, cái quần nó kiểu là kiểu loang loang đẹp lắm nha. Quá á. Đây, mã một này. Lưng là lưng cao, full bên trong, đẹp quá trời đẹp luôn. Trời ơi, bán có 75 ngàn rồi các chị ơi. Set đỏ hả? Set đỏ gì? À, cái set đỏ bên châu á. À. Rồi, khách nào lấy comment nè, em hỏi gì á? Eo 82 được không ạ? Được, được. Mã 1 cho chị Thúy Tống này, đây, 75 ngàn. Rồi, đó, mã 1. Này, cái bao zip nè, bỏ vô cho các chị này, mã 1 này. Đây, cái hình mà mã 2 này của em, mã 2 là Tommy nha. Đây, mã 2 đẹp lắm. Mã 1 còn nha. Rồi, mã 2 của em là cái hình áo Tommy và cái quần nó là màu đỏ. Đó. Rồi, lên mã 2 giúp em, đẹp chưa các chị ơi, lên con mã 2 nha. Mã 2 của mình nó sẽ là quần đỏ mận như này ha. Đó. Ôi, nguyên một set này mặc hè thôi, quá đã rồi mọi người, có 75 ngàn. Bình thường các chị mình ra mua một cái áo này 31, thương hiệu 3158 không? Các chị ra ngoài shop họ bán 95 ngàn một cái. Riêng cái áo này không nha. Đó. Em bán cho các chị bao nhiêu, nguyên một set 75 ngàn. Trời ơi, rẻ lắm mọi người. Cái quần này các chị này đáng đồng tiền bát gạo chưa. Rồi lên mã 2 giúp em nhá. Bao xinh bao đẹp, eo 78 giúp em. Cái này của em là mã 2 áo Tommy nha mọi người nhá. Đó, mã 2 này 75 ngàn một set thôi. Đóng thùng nha. Mẫu này mình đóng thùng nha mọi người nhá. Rồi lên mã 2. Các chị mặc, các chị mình không đóng thùng là cái áo nó thành xuông đuột, nó làm nó giấu cái thong quần rồi, nó không có đẹp. Ở lên mã 2 giúp em nha, 75 ngàn. Mã 2 75 ngàn. Rồi khách nào lấy comment giùm em mã 2, cái con mã 2 rồi. Mã 2. Mã 2.
hình cô gái lên rồi đúng không? Mã 1 em còn nhá, mã 1 em còn một set này. Ờ, khách hàng lấy comment dùm em mã 2. Mã 2 khách ơi. Thả vào lên phụ thì mấy bộ này vẫn đang đứng là những mức nước bảo 15.000. Ở đấy này còn đứng rất là nhiều. Còn mấy set thôi. Em chào mấy chị nha, em có mấy set mang đồ tay to nha. 99 em sale 75 nha, em còn ít set nha. Set kem nha mấy chị, còn em còn set kem nha. Đây set kem. Form trung niên đó. Form trung niên nè, size dưới 65 62 kg giùm em nha. 60 62 kg ok nha. Còn bên giùm em là set kem nha. Set kem 99 em sale còn 75 á mấy chị. Set kem em còn 3 set nha. 2 set. Em có màu vàng nè. Set vàng. Chị nào thích kem hay là vàng gì comment giùm em nha. Đây màu vàng. Đây, vàng nha. Size dưới 62 kg giùm em nha. Form trung niên cho các cô mặc nha. Đây form to vải mà lụa măng gồ nha. Form dài á. Em có màu đen. Bộ này em còn ít nha mấy chị. Em về lúc em bán chị Minh bán là 99 á. Bây giờ em sale là còn 75 nha. Đây có túi nha, đều có túi hết. Màu đen. Size dưới 62 kg giùm em nha. 60 62 kg ok nha. Còn men đen giùm em nha. Màu đỏ. Màu đỏ nha. Màu đỏ giùm em. Còn men đỏ nha. Size này 57 tới 60 kg. Mặc ok nha. Còn men đỏ. Màu đỏ nha. Màu comment giùm em mã 1 nha. Hoa mã 1 nè. Hoa xanh xanh cam cam nè. Comment giùm em mã 1. Mã 1 size dưới 62 kg giùm em nha. To lắm. 75.000 luôn mấy chị. Comment giùm em mã 1 nha. Em còn mã 2 nữa em hết bộ này nha chị. Mấy chị comment nha. Em còn ít đó mấy chị chốt thích màu nào comment giùm em màu đó nha. Đây em còn bộ mã 2 màu cam. Hoa cam nha. Nền hoa cam rất là dễ thương nha. Bộ mã 2 size 60kg giùm em nha. Size 60kg. Comment giùm em là hoa cam nha. Nãy giờ em có mấy màu đó chị. Mấy chị nào thích màu nào comment giùm em màu đó nha. Dạ mấy chị ơi em ốp nha. Tối á. Dạ tối là 7 giờ chị Minh lên live chốt thêm đơn giùm em nha, để mai bên em đi đơn á chị. Dạ em chào mấy chị nha.